Xin chào tất cả các quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường quay âm. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón đến với kênh của chúng ta một người tác giả mới, tác giả Tuấn Vũ đã gửi về cho kênh rất là nhiều chuyện hay và thuận từ từ sẽ đọc cho tất cả quý vị nghe nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện, câu chuyện đầu của Đặng Thủy Dương và câu chuyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ và không làm mất thời gian của mọi người nữa, đến với câu chuyện đầu tiên ngay sau đây nào. nhanh lên mọi người nhanh tay lên nào đội trưởng đội cứu hộ sáng thúc giục cấp dưới đồng thời cũng dùng tay đào bới đống gạch đá ngổn ngang để tìm người còn sống trận động đất đêm qua thật khủng khiếp nó diễn ra bất ngờ khiến những người trong làng nhỏ này không kịp sơ tán tất cả nhà cửa gia súc gia cầm bị phá hủy và chôn vùi dưới nhiều lớp đất đá cảnh tượng tang thương hơn bao giờ hết từ đặng sáng hôm nay sáng và những đồng đội của mình đã phải liên tục làm việc để tìm ra những người may mắn sống sót và đưa họ đến bệnh viện. Đa số của cải của người dân đều bị phá hủy, nhưng sáng và những đồng đội của mình vẫn cố gắng tìm kiếm. Nếu thấy món tài sản nào có giá trị thì thu gom rồi niêm phong lại và sau này trả lại cho người dân. Đảm nhiệm công việc này từ khi còn là một chàng trai trẻ, đến nay đã là một người đàn ông U35. Sáng vẫn luôn nhiệt tình với công việc chưa bao giờ tham lam bất cứ thứ gì không phải của mình. Kể cả khi người dân muốn tặng anh và những đồng đội quả cáp, anh đều từ chối. Anh làm công việc này vì tình thương, trách nhiệm và bị thời thơ ấu bố mẹ anh cũng chết trong một trận động đất. Chỉ còn mỗi mình anh và em gái còn sống. Nên khi trưởng thành, anh muốn làm công việc cứu hộ những nạn nhân ở các vùng gặp thiên tai. Coi như là một cách làm việc thiện và giúp đỡ mọi người nhiều lần trong cuộc sống cũng như trong công việc anh đưa người bị nạn vào bệnh viện thấy người ta gặp khó khăn anh còn tặng tiền bạc và hô hào đồng nghiệp ủng hộ tuy không được nhiều nhưng cũng đủ giúp cho người ta qua được cơn bị cực nhờ làm công việc này nên anh mới quen được vợ mình một cô gái xinh đẹp xuất thân danh giá nhưng không may mắc kẹt ở vùng bị lũ lụt hai người cảm mến rồi đến với nhau bất chấp sự ngăn cản từ gia đình nhà vợ Vợ anh tuy sống trong nhung lụa Nhưng rất cảm thông cho công việc đi sớm về khuya vất vả của chồng Lúc nào cũng dặn anh phải cẩn thận Hai người lấy nhau được 5 năm rồi Nhưng đến bây giờ vợ anh mới mang thai đứa con đầu lòng Cô ấy đi siêu âm và bác sĩ nói đứa bé là con gái Điều đó đối với sáng không quan trọng Chỉ cần vợ con anh khỏe mạnh Thì cho dù hai người không có con trai cũng không sao cả Chỉ còn một tháng nữa là vợ anh sinh rồi Thế nên dạo này cứ phải đi công tác là anh cảm thấy rất lo lắng tuy bố mẹ vợ thường xuyên qua thăm nom và còn thuê người giúp việc chăm sóc con gái anh vẫn lo lắng không yên thế nên mỗi lần về đi công tác xa nhà là sáng đều không yên tâm anh tự hứa với bản thân và vợ rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của anh trước khi cô ấy sinh con sau đó anh sẽ xin nghỉ một thời gian để chăm sóc hai mẹ con trong đầu bây giờ đang bộn bề suy nghĩ nhưng tay vẫn không ngừng làm việc. Sáng giật mình khi nhìn thấy một cánh tay trắng trẻo lộ ra dưới đống đất đá. Cánh tay này là của một đứa bé, chắc chỉ tầm 7 đến 8 tuổi. Thấy nó không còn động đậy, sáng vẫn cố bới đất ra, miệng không ngừng la hét gọi mọi người đến cứu giúp. Hai người đồng nghiệp của anh đứng gần đấy thấy vậy thì chạy đến phụ giúp sáng. 15 phút sau, họ tìm thấy một bé gái xinh xắn nhưng không còn sống ở dưới đống đổ nát tay còn ôm một con búp bê ai nấy nhìn thấy cảnh tượng ấy đều đau lòng cô bé xinh xắn như một thiên thần mà lại phải chịu một số phận hầm hiu biết cô bé đã chết mọi người cũng không cố gắng cấp cứu nữa mà bỏ thi thể cô bé vào trong một cái túi chuyên dùng để đựng xác sau đó đưa về nhà xác của bệnh viện và chờ người đến nhận nếu sau này những thi thể không có ai đến nhận thì sẽ được đưa đi mai táng ở nghĩa trang chung của làng Sáng nhìn theo sắc cô bé bị đưa đi mà đau lòng lắm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này. Gạt nước mắt làm việc tiếp, sáng thầm hy vọng sẽ không phải tìm thấy bất cứ thi thể nào nữa, dù là người lớn hay trẻ em. Đất đá còn nhiều quá, chắc công việc phải đến đêm nay mới xong. Đúng lúc ấy sáng có điện thoại, vội tháo găng tay ra, sáng lấy ra trong túi quần mình chiếc điện thoại. Là mẹ vợ gọi không nghĩ nhiều Anh vội ấn nút nghe Ở đầu xây bên kia Bà thông báo cho anh một tin xấu Sáng nay vợ anh vấp ngã khi xuống cầu thang Và phải vào viện sinh non Sáng nghe được tin dữ Mà như người mất hồn Anh nói với mẹ vợ chăm sóc vợ mình Đêm nay xong việc Anh sẽ về luôn Đồng nghiệp đứng cạnh thấy vậy thì hỏi Han Sau khi biết chuyện thì khuyên anh Nên xin về để lo cho vợ Nhưng sáng nhất định làm xong việc Cùng mọi người rồi mới về tâm trí say dứt và lo lắng khôn nguôi sáng cậu mong vợ và con mình khỏe mạnh đêm nay anh sẽ về với họ sáng cố gắng đào bới nhanh hơn dù cơ thể đang rất mệt mỏi rồi anh muốn công việc hoàn thành sớm hơn dự định hai giờ sáng khi mọi người vừa mới được chợp mắt sáng đã bắc ba lô leo lên xe công để trở về thành phố anh đi cả đêm không dừng đến tầm chín giờ thì về đến hà nội chỉ kịp ghé về nhà thay đồ sáng nay chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Anh vừa nhận được điện thoại của mẹ vợ, nói vợ anh đã sinh con rồi. Hai mẹ con khỏe mạnh, sức khỏe của con gái anh không đáng lo ngại dù sinh non. Cảm ơn trời Phật đã che chở cho vợ con anh. Sáng không giấu được sự xúc động khi nhìn vợ ngủ say sau chuyến vượt cạn và con gái anh đang ngủ say trong lồng kính. Anh đã xin nghỉ một tháng để chăm sóc vợ con và nhận được sự đồng thuận của cấp trên anh sẽ dành thật nhiều thời gian cho hai người anh yêu thương thời gian qua vợ anh đã rất vất vả rồi hai tuần ở viện đã tiêu tốn toàn bộ số tiền sáng để dành cho việc chăm lo cho con trong sáu tháng đầu vợ của sáng sinh mổ nên không đủ sữa cho con mẹ vợ lại muốn sáng mua loại sữa bột ngoại dành cho con vì muốn con được hưởng những điều kiện tốt nhất nên sáng đồng ý cũng may gia đình nhà vợ hỗ trợ khá nhiều nên vợ chồng Sáng vượt qua được sự khó khăn này. Con gái của Sáng cũng khỏe mạnh sau khi từ bệnh viện về nhà. Anh cũng trở lại công việc. Sáng cũng nghe nói về cô bé đáng thương anh và đồng đội tìm được sau trận động đất ở làng nghèo. Thì ra cô bé là trẻ mồ côi, được thầy hiệu trưởng và những thầy cô khác ở làng cưu mang. Hôm sáng tìm thấy cô bé đó, anh đã nhìn thấy tên của cô bé theo sau cổ áo, Nguyễn Hoài Ngọc. Một cái tên thật đẹp, nhưng số mệnh thì khắc nghiệt đắng cay con búp bê của cô bé nghe nói cũng bị hỏa táng cùng thi thể của chủ nhân bé nhỏ hy vọng sang kiếp sau cô bé có thể có cuộc sống tốt hơn không biết có phải vì ám ảnh với cái tên của cô bé không mà sáng đặt tên cho con gái mình là ánh ngọc dù vợ anh không thích cái tên đó lắm nhưng cũng đồng ý nghe lời chồng cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế trôi qua trong sự hạnh phúc của hai vợ chồng Ánh Ngọc cũng khôn lớn mà không bị ốm đau bệnh tật nhiều, không giống như nhiều em bé sinh non khác. Câu chuyện về cô bé mồ côi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng, cho đến khi Ánh Ngọc được 8 tuổi, thì một chuyện kinh hoàng xảy ra trong trường học của cô bé, mà khởi nguồn là từ con búp bê cũ tưởng như đã bị hỏa táng cùng chủ nhân đáng thương của nó. Tít tít, tiếng mật mã vang lên, sau đó là cánh cửa được mở ra. Ánh Ngọc bước vào nhà, Đi sau cô bé là mẹ Cô bé cất tiếng hỏi mẹ ừ, bố lại đi công tác à mẹ Ờ, ừ, con búp bê trên tay con ở đâu ra vậy Con tìm thấy trong phòng đồ dùng của trường Mẹ thấy đẹp không ạ à? Đẹp lắm Nhưng sao con lại tự tiện mang về Nhớ đây là búp bê của một thầy cô giáo nào để quên ở đó thì sao Không sao đâu mẹ Con nhìn thấy con búp bê này ở trong phòng đồ dùng từ lâu lắm rồi Mãi không thấy ai mang nó đi thì con mới mang nó về nhà chứ. Từ nay con sẽ đặt tên nó là Mia và con sẽ ôm nó ngủ. Ờ, ừ, nhưng quần áo của nó hơi bẩn, tạm thời con đừng ôm nó ngủ vội, để mẹ giặt sạch sẽ rồi con hãy cho nó lên giường nhé. Ánh Ngọc đồng ý ngay, cô bé háo hức chờ được ôm búp bê trong tay. Mia có một khuôn mặt xinh xắn, trên khuôn mặt đó là đôi mắt to tròn, đôi môi hồng chúm chím hai bên má bụ bẫm, giống hệt như một em bé chừng 4 đến 5 tháng tuổi đáng yêu. Mẹ của Ánh Ngọc Thủy cũng rất thích Mia, chồng nó thật dễ thương. Ai có thể bỏ đi một con búp bê xinh xắn như thế này nhỉ? Thôi kệ, dẫu sao Ánh Ngọc có thêm đồ chơi và một con búp bê thì không thể gây hại gì. Sau khi lau rửa Mia sạch sẽ, Thủy để nó ở ngoài ban công để nó khô ráo nước rồi tối sẽ đem vào cho con gái. Hai vợ chồng Thủy cũng dự định sinh thêm con, nhưng vì công việc của sáng quá bận rộn nên chuyện đó cứ gác lại mãi. Lại thêm chuyện năm ngoái cả gia đình cô chuyển lên chung cư sống, không phải ở nhà thuê nữa cũng tiêu tốn hết số tiền hai vợ chồng để dành trong chục năm trời. Thế nên, chuyện có con để thêm hai đến 3 năm nữa vậy. Gia đình bên ngoại của Thủy cũng gặp một số khó khăn trong kinh doanh, nên kinh tế không còn được như trước. Bố mẹ cô không thể giúp đỡ con gái được nhiều Dưới Thủy còn có một em trai Nên mấy năm nay hai vợ chồng Thủy phải tự nỗ lực Thôi thì hai vợ chồng cứ cố gắng Dần dần cuộc sống sẽ khấm khá hơn Thủy nghĩ Mãi suy nghĩ Thủy không để ý rằng ánh mắt Mia trở nên sâu thẳm hơn Nó cũng chớp mắt mấy cái khi nhìn cô Nhưng khi Thủy quay ra Thì Mia lại trở lại bình thường Tối hôm đó trước khi đi ngủ Ánh Ngọc chạy ra ban công lấy Mia đem vào phòng ngủ của mình. Cô bé hài lòng với chiến lợi phẩm của mình lắm. Cảm thấy thật may mắn là các bạn khác không phát hiện ra Mia trước mình. Ánh Ngọc không hề biết rằng chỉ một mình cô bé nhìn thấy Mia mà thôi. Và khi cô bé ra lấy Mia đem vào phòng, hướng ngồi của con búp bê đã bị thay đổi. Đêm hôm ấy, khi Ánh Ngọc đang ngủ say, một linh hồn nhỏ từ trong con búp bê bước ra, đứng nhìn cô bé bằng ánh mắt âu yếm, Cảm ơn cậu đã nâng niu tớ Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu thoát khỏi hắn Bây giờ hắn đang sống yên vui bên cạnh người thân Hoàn toàn quên đi tội ác năm xưa đã gây ra với tớ Và đang có ý định xâm hại những thiên thần vô tội Trong đó có cậu Nhưng tớ sẽ không để hắn làm được điều đó đâu Trận động đất cách đây 8 năm đã vô tình cướp đi sinh mạng của Hoài Ngọc Cô bé mồ côi đáng thương Quả đó che giấu tội ác khủng khiếp của một người Tưởng như mẫu mực đã gây ra cho cô hoài ngọc tuy chết dưới đống đất đá nhưng cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh khiết không còn bị con ác quỷ dày vò nữa nhưng nỗi hận dành cho hắn thì cô bé không sao quên được linh hồn cô đã nhập vào con búp bê của mình mê hoặc người làm ở nơi hỏa táng thi thể để người đó không thiêu luôn con búp bê để từ đó linh hồn của hải ngọc có nơi cương ngụ chờ cơ hội thích hợp trả thù con ác quỷ đội lốt người còn búp bê của Hoài Ngọc lưu lạc khắp nơi, từ nhà của những người làm ở đài hóa thân cho đến những người vô tình nhìn thấy nó ở trên đường. Hầu hết những ai nhìn thấy nó đều cảm thấy thích thú trước vẻ bề ngoài dễ thương nó sở hữu nên đã mang nó về nhà. Và nhà nào có trẻ con thì đứa trẻ lại càng thích nó. Giống như ánh ngọc, những đứa trẻ luôn ôm ấp con búp bê Mia trong tay, thậm chí cả lúc ngủ. Nếu sau khi thức dậy hay đi học về, mà không thấy Mia đâu thì sẽ sốt sắng đi tìm. Người lớn cảm thấy dường như Mia có một điều bí ẩn nào đó. Ánh mắt của Mia rất sâu, luôn khiến mọi người bị ám ảnh khi nhìn vào mắt nó. Một số bậc phụ huynh cảm thấy sợ hãi vì sự có mặt của Mia nên đã nói với con gái của mình là cất Mia ở trong phòng. Nhưng không phải đứa nào nó cũng nghe lời. Thế nhưng một điều kỳ lạ là Mia khi ở cùng đứa bé nào thì đứa bé đó gần như không bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp và những kẻ xấu khác. Khi mọi chuyện đã ổn, Mia lặng lẽ rời đi. Sự tiếc nuối của những đứa trẻ dành cho nó cũng không quá sâu sắc. Thế nhưng, không phải lúc nào Mia cũng bảo vệ được bất cứ ai tìm thấy nó. Nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục ở học sinh có thể là một bé trai, không nhất thiết lúc nào cũng là bé gái. Một buổi tối cách đây hơn một năm, ở một trường trung học phổ thông cách nhà của Ánh Ngọc chừng 20 km. Một vụ tự sát thương tâm đã xảy ra. Nạn nhân là Khải, một nam sinh học lớp 10. Khải có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Bố mẹ ly hôn, mỗi người có một gia đình riêng. Không ai quan tâm đến cậu, để mặc cậu sống với bà ngoại già yếu. Cậu bé hàng ngày lặng lẽ như một cái bóng, phần vì buồn chuyện gia đình, phần vì ám ảnh bị lạm dụng tình dục người lạm dụng cậu là một thầy giáo trong trường ông ta đã đe dọa cậu không được nói ra cho bất cứ ai nếu không sẽ tìm cách đuổi học cậu khải sợ lắm hàng ngày cậu tìm cách trốn mà không được luôn nhận được tin nhắn rụ rỗ của thầy giáo biến chất ông ta tuy có vợ con nhưng xu hướng tính dục lại là người đồng tính bản thân ông ta luôn nhắm đến những nam sinh có hoàn cảnh như khải khải biết mình không phải nạn nhân đầu tiên nhưng cậu không dám nói với bất cứ ai vì cậu sợ bị chủ dập, sợ bị mọi người đàm tiếu. Bản thân Khải cũng là một người đồng tính, thế nên có lần cậu đã vào một ứng dụng chat dành cho người đồng tính, và điều này bị ông thầy giáo đó phát hiện. Từ đó, cậu trở thành bạn tình của ông ta, bị lạm dụng, bị chèn ép, nhưng cái kết cuối cùng là bị lây bệnh xã hội. Khải đau khổ lắm, cậu không dám nói với bố mẹ, cũng không dám nói với các thầy cô hay bạn bè. Cuối cùng, cậu lựa chọn cách kết thúc cuộc đời. Ngày cậu tự sát bằng cách nhảy từ trên tầng 5 của trường học xuống, người ta nhìn thấy con búp bê Mia ở gần đó, nhưng không ai nghĩ Khải có thể chơi búp bê, nên họ mang nó cất vào nhà kho của trường. Một thời gian sau khi Khải chết, người ta phát hiện ra ông thầy giáo dạy toán lớp Khải từng học treo cổ tự sát, nhưng dưới chân ông ta là một bức thư thú tội. Lúc này mọi người mới kinh hoàng phát hiện ra sự thật. Nhưng cậu bé đáng thương thì đã chết rồi Ai cũng nguyện rủa con quỷ râu xanh bệnh hoạn Nhưng người đã chết thì không thể sống lại Linh hồn của Hải Ngọc trong con búp bê Mia Biết rằng nó không thể cứu được Hải Vì dù nó có ngăn cản cậu tự sát Thì tâm hồn cậu cũng đã chết Hơn nữa, cậu lại mắc bệnh xã hội Vô phương cứu chữa Hoàn cảnh gia đình lại đáng thương như vậy Không khác Hoài Ngọc là bao nhiêu Thế nên Mia đã để Khải giải thoát cho chính mình sau đó thì Mia lưu lạc đến nhà của hai học sinh nữa Bảo vệ họ thoát khỏi sự xâm hại Và bắt nạt của những kẻ xấu Rồi sau đó mới tìm đến Ánh Ngọc Hoài Ngọc trong linh hồn của Mia Biết cô bé sắp bị kẻ xấu Đã từng hãm hại mình Cách đây 8 năm giờ trò Hơn nữa ông Sáng Bố của Ánh Ngọc Từng có duyên với mình Nên Hoài Ngọc càng muốn bảo vệ Ánh Ngọc hơn Thông qua Mia Hoài Ngọc nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích Thời gian sống của hắn không còn nhiều nữa, hắn sẽ phải chết. Đêm nay ông Khoa, thầy hiệu trưởng trường tiểu học nơi ánh ngọc đang theo học mơ thấy một chuyện kỳ lạ. Ông ta mơ thấy hồn ma của Hải Ngọc trở về đòi mạng. Cô bé đứng ở đầu giường nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận. Ông Khoa lắp bắp nói với cô bé: "Xin con hãy tha thứ cho bố. Năm đó thật sự bố không hề muốn bỏ mặc con chết." hãy trả mạng cho tôi cả ông và hắn tôi sẽ không để cho hai người được yên đâu hắn là ai thầy hiệu trưởng lên tiếng hắn làm gì con hắn là một con ác quỷ đội lốt người hắn đã xâm hại tôi nhưng ép buộc tôi không được nói với ai tám năm qua tôi đã lưu lạc khắp nơi để tìm hắn sắp tới hắn sẽ đến trường của ông còn ông ông là một kẻ vô trách nhiệm ông đã ruồng bỏ tôi ngay sau khi mẹ tôi sinh ra tôi bà ấy chết vì băng huyết nhưng ông không bao giờ đến nhìn bà ấy một lần ông là kẻ táng tận lương tâm ông biết tôi là con của ông nhưng chưa một lần thừa nhận tối hôm đó nếu tôi không vô tình đọc được quyển sổ ông cất trong cặp sách của ông thì tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật cũng chính tối hôm đó tôi chết trong trận động đất hôm nay tôi trở về đòi mạng ông Bố, bố có lỗi với con và mẹ Ai đã hãm hại con Sắp tới ông sẽ biết thôi Còn bây giờ tôi sẽ giết ông Nói rồi Hoài Ngọc lao vào bóc cổ ông Khoa Ông ta cố gắng chống cự Nhưng không thoát được sức mạnh của cô bé Một linh hồn mang đầy oán hận Đang muốn giết ông ta Thế nên ông ta sao có thể chống lại được Bàn tay bé nhỏ của Hải Ngọc siết chặt lấy cổ ông ta Khiến ông ta ngạt thở mặt tím tái, mắt trợn lên rồi bọt mép. Ông ta nhìn thấy linh hồn của mình rời khỏi thể xác, còn thân thể ông ta thì không thể cử động được nữa. Hoài Ngọc dẫn ông ta đi, nhưng ông ta vẫn lưu luyến nhìn lại người vợ đang nằm ngủ. Rồi mọi thứ trong căn nhà, nhất là phòng của con trai và con gái ông ta. Hoài Ngọc hiểu ông ta nghĩ gì, lạnh lùng nói. <laughs> ông lưu luyến những người thân của mình Thế còn tôi và mẹ tôi ông chưa bao giờ tỏ ra tiếc thương chúng tôi dù chỉ một lần ông là kẻ đa nhân cách hay sao bố chúng ta đi thôi ông khoa đau buồn nói hai linh hồn cứ lặng lẽ rời khỏi nhà nhưng khi ra đến cửa thì ông khoa giật mình nhìn thấy hạnh người phụ nữ ông ta từng cặp kè và bỏ rơi hạnh vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng ánh mắt cô nhìn ông thì không còn chứa đựng tình yêu nữa mà là sự căm ghét cô nói với hoài ngọc con gái mẹ giỏi lắm bây giờ cả ba người chúng ta sẽ sống với nhau nhé hạnh cũng nhìn ông lạnh nhạt nói chính tôi đã đưa đường dẫn lối cho con vào phòng làm việc của các giáo viên và cán bộ đấy tôi không muốn con sống trong cảnh khổ sở như vậy nên mới không cứu giúp nó trong vụ động đất bây giờ ông phải đi với mẹ con tôi sáng hôm sau diễm con gái của ông khoa xuống chuẩn bị bữa sáng cùng mẹ khá sớm đêm qua cô nằm mơ thấy bố mình qua đời nhưng kỳ lạ là có một đứa bé đi theo ông ấy cố gắng kéo ông ấy đi rồi ông ấy rất quyến luyến nhìn lại căn nhà một lần cuối diễm cảm thấy giấc mơ đó không bình thường nên sáng nay cô muốn gặp bố để hỏi thăm diễm không nghĩ gì về đứa bé nhưng cô lại lo rằng bố mình sắp gặp chuyện sau khi làm xong bữa sáng chưa thấy bố và em trai xuống Tiệm nói với mẹ Con lên gọi bố và quân xuống nhé Gọi bố thôi Quân đi vắng rồi mà con Ủa quân đi đâu thế mẹ Tối hôm qua quân đi cùng với một số người bạn Đến một vùng sâu vùng xa làm tình nguyện Lúc đó con đi sinh nhật chưa về nên không biết À đúng rồi Nó có nói với con rồi nhưng con quên mất Con lên gọi bố đây Bố xuống rồi đây Thơm quá sáng nay hai mẹ con làm món ăn gì mà ngon thế bốn thang anh ơi mau xuống ăn đi cho nóng ông khoa vui vẻ đi xuống dưới nhà ngồi vào bàn chở vợ mang bún ra còn diễm thì pha nước cam cho ba người lần lượt cả ba ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng ngon lành diễm lén lút đưa mắt nhìn bố mấy lần nhưng không nói gì cô thấy bố vẫn khỏe mạnh lắm Ông khoai nhận thấy con gái mình cứ nhìn lén mình thì hỏi. "Diễm, có chuyện gì thế con? Sao thỉnh thoảng cứ lén nhìn bố thế?" "À, không có gì ạ. À? Con chỉ muốn biết bố mẹ có khỏe mạnh không thôi." Sắc mặt của bố rất hồng hào, con nghĩ sắp tới bố sẽ gặp được nhiều chuyện tốt. "Cảm ơn con, bố cũng mong như vậy. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì con và Quân luôn phải cố gắng học hành và nghe lời mẹ đấy nhé." Chúng con vẫn luôn học tập chăm chỉ mà Diễm tưởng bố muốn nói về chuyện mình đi chơi về muộn tối qua nên thanh minh Kỳ này con lại được học bổng đấy bố mẹ Thế thì tốt quá Từ lúc đi học đại học đến giờ Chúng ta chưa phải tốn đồng nào đóng học cho con Còn nốt kỳ hai con cố gắng nhé Mẹ của Diễm động viên Ông Khoa nhìn con gái bằng ánh mắt tự hào Diễm và Quân là niềm tự hào của ông vợ ông cũng là một người phụ nữ đảm đang khéo léo ông lại có một sự nghiệp ổn định gia đình ông là hình mẫu gia đình hoàn hảo bất cứ ai trong xã hội cũng mong muốn vậy mà ông lại nỡ phản bội họ chuyện với hạnh là sai lầm trong quá khứ lúc ấy phải đi công tác xa gia đình đến mấy năm là một người đàn ông không thể kiềm chế được nhu cầu của mình nên đã ngoại tình kết quả của mối quan hệ sai trái đó là hạnh mang thai rồi chết sau khi sinh nở đứa bé cô ấy sinh ra do không có ai thừa nhận nên nó được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội khi lớn thì được mạnh thường quân tài trợ cho đi học giống như những đứa trẻ mồ côi khác ông khoa lúc ấy không còn làm hiệu trưởng ở trường nữa nhưng lại thường xuyên đi công tác đến vùng sâu vùng xa vẫn lén theo dõi đứa con rơi đáng thương của mình nhưng lại không bao giờ dám thừa nhận Ngày động đất xảy ra, ông có việc bận ở trên tỉnh nên không về kịp để cùng mọi người sơ tán lũ trẻ. Khi nghe tin về đụng đất, ông vội vã trở về để tìm con gái mình nhưng đã quá hơi muộn. Con bé đã chết và được tìm thấy dưới đống đất đá. Lúc ấy ông ta đứng từ xa, đau lòng lắm nhưng không thể làm được gì, ngoài việc sau đó đến thắp hương cho con ở ngôi mộ tạm bỡ. Ba năm sau, ông Khoa đã bỏ ra một số tiền lớn để nhờ mọi người xây mộ cho những nạn nhân của vụ động đất. Đêm nào ông cũng ra trước mộ con gái, thắp hương cầu khấn xin con tha thứ. Từ lúc Hoài Ngọc mất đến nay, chưa bao giờ ông mơ thấy con. Nhưng đêm qua thì con trở về nói sẽ báo oán. Con bé còn nhắc đến một người nữa, kẻ đó đã lạm dụng con bé. Ông Khoa không biết chuyện thương tâm Hoài Ngọc đã gặp phải, nên không thể biết được kẻ đó là ai. Nhưng Hoài Ngọc nói sắp tới hắn sẽ đến trường ông làm việc nhất định ông phải điều tra cho ra sự thật ông không muốn tội ác cứ chìm trong bóng tối như thế một tuần sau quả nhiên trưởng ông khoa đón tiếp những giáo viên mới họ là những người giáo viên đã từng làm việc ở những nơi khác nay được chuyển công tác đến chỗ ông khoa ông khoa lấy tư cách là hiệu trưởng đã hỏi thăm từng người một nhưng không thể tìm ra ai là người năm xưa đã hãm hại ngọc trong số các giáo viên chuyển đến trường ông chỉ có hai người là nam giáo viên còn lại là nữ Nhưng không ai trong số hai người đã từng công tác ở nơi Hoài Ngọc học tập Về sau, ông mới biết tên tuổi của kẻ đó Nhưng hắn không chuyển đến trường ông nữa Mà được sắp xếp chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh Một đêm nọ, ông Khoa mơ thấy Hoài Ngọc Cô bé lạnh lùng nói Việc của tôi, tôi sẽ tự lo, ông không cần quan tâm Bố muốn trượt lỗi với con Lúc tôi còn sống thì ông không dám thừa nhận tôi Bây giờ ông còn muốn tìm ra kẻ đã hãm hại tôi làm gì? Ông có giết được hắn không? Câu hỏi của Hoài Ngọc làm ông Khoa bối rối. Ông không thể làm gì trái pháp luật, cũng không thể đánh kẻ đã hại Hoài Ngọc. Vì như vậy là lại ông tôi ở bụi này. Thôi thì ông đành đứng im xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hoài Ngọc không buông tha nói. Sau khi hắn chết, sẽ tới lượt ông. Ánh Ngọc một thời gian sau cũng chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh do bố cô bé cũng chuyển công tác vào đó. Ngôi trường mới ánh ngọc theo học là nơi con quỷ râu xanh từng hãm hại hoài ngọc làm việc. Chuyển đến môi trường mới khiến cho nhịp sống của cả ba người bị đảo lộn. Mẹ của Ánh Ngọc cũng phải lo tìm kiếm công việc mới nên không có nhiều thời gian lo lắng cho con gái như trước. Lúc này Ánh Ngọc đã học lớp 4, cô bé có thể tự đi học và tự về nhà được mà không cần bố mẹ đến đón. Tính cách của Ánh Ngọc có phần nhút nhát nên cô bé không dễ kết bạn với bất cứ ai. Thời gian đầu cô bé cứ lủi thủi một mình. Chính vì thế nên cô bé đã rơi vào tầm chú ý của tên yêu râu xanh. Hôm nay, sau khi tan học, đang trên đường về, Ánh Ngọc bất ngờ bị mấy thanh niên xấu chặn đường trêu chọc. Cô bé hoảng sợ trước những kẻ xấu, nhưng không có ai đi qua để giải cứu. Mấy thanh niên quầy lấy cô bé, chạm vào tóc và mặt, nói những lời khiếm nhã, Ánh Ngọc cố gạt tay chúng ta Cố đẩy một tên ra để chạy trốn Nhưng vô ích Chúng tóm lấy tay của cô bé Đang định lôi đi Thì một chuyện kỳ lạ xảy ra Một người phụ nữ đi vào trong ngõ Bà ta có một gương mặt rất đáng sợ Đi đến chỗ lũ thanh niên hư hỏng Và đe dọa Màu thả cô bé ra Lũ thanh niên trong độ tuổi Choi choi thấy thế thì vội vàng bỏ chạy Để lại ánh ngọc cũng đang hoảng sợ vì khuôn mặt đáng sợ của người đàn bà lạ sau khi đám thanh niên bỏ đi bà ta nói với cô bé cháu sợ cô lắm phải không dạ nhưng cháu cảm ơn cô đã cứu cháu cháu mau về đi từ lần sau đừng đi đường tắt như thế này nữa nguy hiểm lắm dạ cháu biết rồi ạ à? ánh ngọc bén lén đi ra đường lớn để lại sau lưng ánh mắt của người đàn bà kỳ lạ cô bé hoảng sợ trước ngoại hình của bà ta nhưng không biết bà ta không phải là người mà là ma và là mẹ của hoài ngọc ánh ngọc đi rồi linh hồn của hoài ngọc cũng đi tới nắm tay mẹ đi khuất vào trong bóng tối trong tương lai hai mẹ con hoài ngọc sẽ còn xuất hiện để bảo vệ con gái đáng yêu của ông sáng ánh ngọc có năng khiếu học các môn tự nhiên nên điểm số môn toán rất cao nhưng môn văn thì lại không được như vậy thầy giáo dạy môn văn đề nghị ánh ngọc ở lại để học thêm cùng những người bạn khác vào hai buổi tối sau khi tan học để thầy kèm cặp thêm. Bố mẹ của Ánh Ngọc đương nhiên đồng ý với ý kiến đó. Không ai nghĩ con cái mình có thể gặp nguy hiểm khi học chung với các bạn và thầy giáo. Việc học hành của Ánh Ngọc cứ thế diễn ra trong một thời gian dài thì một người bạn của cô bé gặp chuyện. Hôm ấy, cả nhóm đang ngồi chờ thầy giáo dạy văn đến thì một bạn gái lững thững đi ra hành lang rồi gieo mình xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc ấy, thầy giáo và ánh ngọc ôm Mia trong tay chạy tới cũng không kịp. Họ kinh hoàng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Một nữ sinh bé nhỏ xinh đẹp tựa cánh hoa đang nằm trên một vũng máu, toàn thân bất động. Ở bên dưới, mọi người cũng đổ xô đến xem. Ngay lập tức họ ngước lên nhìn thấy thầy giáo dạy văn cùng các học sinh của mình cũng đang nhìn xuống Thầy Trung, tên của thầy dạy văn, nói với các em Các em ở yên trên này nhé, thầy sẽ xuống dưới đó Ôi, đáng sợ quá, tại sao bạn Hồng lại làm như thế nhỉ? Một học sinh thắc mắc Có phải vì bạn ấy bị trêu chọc quá nhiều không? Đâu có ai trêu chọc gì bạn ấy Một học sinh lên tiếng Hay là vì bố mẹ bạn ấy ly hôn Tôi ở gần nhà bạn ấy nên biết Mẹ bạn ấy có người đàn ông khác nên bố bạn ấy mới ly hôn Ánh Ngọc chỉ nghe những lời đồn đoán của các bạn nhưng không nói gì. Cô bé không biết tại sao Hồng lại tự sát, nhưng cô bé biết bạn ấy đang gặp phải một chuyện gì đó rất tồi tệ. Mia ở trong tay Ánh Ngọc vốn chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, nhưng mắt nó khẽ chớp một cái mà không ai hay biết. Nó biết nguyên nhân tại sao Hồng lại tự sát và đêm nay nó sẽ tìm đến người đó để trả thù cho cô bé Hồng. Lúc này, Công an cũng đến làm việc và đưa xác cô bé đáng thương đi. Thầy Trung dạy văn cũng được mời về cơ quan công an để lấy lời khai. Nhóm học sinh của thầy cũng vậy. Kết quả là buổi học hôm đó phải hủy bỏ. Cả thầy và trò làm việc ở cơ quan công an đến 8 giờ tối mới được về. Hầu hết học sinh của thầy Trung sau đó được bố mẹ đón về. Còn ánh Ngọc thì phải lủi thủi đi bộ về vì mẹ phải tăng ca ở công ty, còn bố thì đi công tác xa. Thầy Trung thấy ánh Ngọc đi một mình Thì đề nghị đưa cô bé về Đồng thời hỏi han một số chuyện liên quan đến Hồng Nhưng ánh Ngọc nói không biết Thầy Trung tỏ ra thương cảm cho cô bé Hồng Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra Mà cô bé đó lại phải tìm đến cái chết như thế Khi mẹ của Hồng và nhân tình đến Họ trách thầy Trung không làm tròn trách nhiệm Trong khi thầy đã thông báo về chuyện Mình sẽ đến trễ với các phụ huynh rồi Công an cũng lên tiếng để ngăn không cho mâu thuẫn xảy ra giữa phụ huynh và thầy giáo bởi họ kết luận thầy trung không có tội một lát sau bố của hồng cũng đến ông ấy tỏ ra rất đau khổ vì không quan tâm đến con gái nhiều hơn để con bé phải tự tử như vậy hai vợ chồng không ai hiểu được lý do tại sao con gái mình lại tự sát nhưng họ đổ lỗi cho nhau ông chồng nói rằng vợ mình đã không quan tâm đến con để con gặp vấn đề tâm lý đến mức không thể giải tỏa rồi sinh ra nghĩ quẩn người vợ thì lại đổ lỗi cho chồng chỉ suốt ngày chú tâm vào công việc không quan tâm đến vợ con nên hai người mới ly hôn nghe đến câu đó ông chồng không nhịn được nữa mới kể tội ngoại tình của vợ dẫn đến cả hai cái nhau um sùm trong đồn công an thầy trung nhớ đến chuyện đó mà cũng thấy bất ổn suy cho cùng thì người đáng thương nhất vẫn là cô bé hồng thi thể cô bé đang được để ở cơ quan công an giám định ngày mai sẽ được bàn giao cho gia đình để mai táng sau khi đưa ánh ngọc về thầy trung cũng quay xe về luôn nhưng đi được một đoạn thì gặp đồng nghiệp của mình thầy kha dạy toán thầy kha gọi đi đâu thế ông bán bây giờ mới dạy xong à tôi vừa đưa học sinh về nhà hôm nay có dạy dỗ gì được đâu sao thế sao lại không dạy dỗ được gì học sinh hư quá à không một học sinh của tôi nhảy lầu tự tử khi tôi vừa đến rõ khổ không hiểu con bé gặp chuyện gì mà lại hành động dại dột như vậy vậy à kể tôi nghe xem nào chúng ta vào quán bia nhé thôi bây giờ muộn rồi ông lên mạng đi khéo chuyện ấy có người đăng lên rồi đấy bây giờ tôi phải về đã vợ con ở nhà đang đợi cơm nói rồi thầy trung phóng thẳng xe đi để lại sau lưng là ánh mắt trương hửng của thầy Kha. Thầy Kha cũng là giáo viên dạy ánh ngọc, nhưng tâm thì không tốt như đồng nghiệp của mình. Thầy Kha vừa đi sang nhà một người bạn về, tình cờ đi qua đây thì ré vào, lại đúng lúc nhìn thấy Trung đưa ánh ngọc về. Ông ta biết đây là nhà của cô bé học sinh ngoan ngoãn mình đang để mắt đến. Ông ta có thói quen tìm hiểu kỹ con mồi trước khi hành động. Không phải ai xa lạ, Thầy Kha chính là kẻ đã xâm hại Hoài Ngọc nhiều năm trước. Lúc đó, ông ta cũng theo dõi cô bé Hoài Ngọc rồi mới lên một kế hoạch bẩn thỉu để hãm hại cô bé. Bây giờ ánh Ngọc lại lọt vào mắt xanh của ông ta. Qua theo dõi, ông ta biết hoàn cảnh gia đình của ánh Ngọc. Bố cô bé hay phải đi làm xa, còn mẹ cô bé cũng rất bận rộn. Cả gia đình từ Hà Nội chuyển vào nên không có họ hàng thân thích gì. Tóm lại, ánh Ngọc là một đối tượng tiềm năng. Ông ta sẽ tìm cách tiếp cận cô bé để hãm hại, giống như đã làm với Hoài Ngọc trước đây. Không hiểu sao, người đàn ông này lại có hứng thú với các bé gái, trong khi tình cảm vợ chồng rất tốt. Bản thân ông Kha cũng không giải thích được điều này, dù nhiều lần ông ta rất sợ tội ác của mình bị phát hiện. May mắn cho ông ta, trước đây Hoài Ngọc đã chết trong vụ động đất, nên cô bé không thể tố cáo ông ta. Nếu không thì bây giờ ông ta phải ngồi sau song sát rồi chứ không phải vẫn còn được tự do và đi tìm con mồi như thế này vừa đi vừa suy nghĩ ông kha bất giác cảm thấy sau lưng mình có cảm giác ớn lạnh thời tiết ở thành phố hồ chí minh này đâu có mấy khi lạnh như hà nội tại sao ông ta lại có cảm giác như thế quay ngược lại nhìn đằng sau lưng ông ta không thấy gì bất thường nên tiếp tục lái xe trở về nhà thế nhưng ông ta không biết rằng có người nhìn thấy hồn ma của hoài ngọc xuất hiện sau lưng ông ta với bộ dạng giống như khi bị ông ta xâm hại nhưng cũng chỉ mấy giây là biến mất sau khi hoài ngọc trả thù cho hồng cô bé sẽ tìm đến người đàn ông ác quỷ này để trả mối thù năm xưa đêm hôm đó lương nhân tình của mẹ cô bé hồng đã gặp hồn ma của hoài ngọc và hồng ngay sau đó gã đã phải trả giá cho tội ác của mình bố mẹ cô bé Hồng sau khi ly hôn thì cô bé về ở với mẹ và mẹ cô bé sống chung với gã lương. Hàng ngày khi mẹ cô bé đi làm thì ngoài những lúc đi học cô bé ở chung với lương. Ban đầu lương tỏ ra yêu thương cô bé nhưng về sau gã lộ ra bộ mặt thật và giờ trò đổi bại với Hồng. Một lần, hai lần rồi nhiều lần gã cấm cô bé nói với mẹ cũng như bất kỳ ai về chuyện gã làm. Nếu không gã sẽ giết hồng hoảng sợ lắm nên không dám nói với bất cứ ai nhưng vốn là một người sống nội tâm nên tinh thần cô bé càng lúc càng hoảng loạn cô bé sợ lương đến nỗi gà bảo giác sợ tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào kể cả các thầy giáo học hành càng ngày càng xa suốt sau cùng không chịu được nữa thì tự sát lương đánh mặt lại khi biết tin ấy nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hồng chết vì cô bé sẽ không bao giờ tố cáo được gã gã còn thì thầm với mẹ cô bé hồng về chuyện để công an giám định thi thể cô bé gã giả nhân giả nghĩa nói không muốn thi thể của hồng bị mổ xẻ dẫu sao cô bé cũng chết rồi mẹ của hồng thấy vậy còn cho là lương yêu thương con gái mình nên không cho phép công an làm giám định và đưa con về mai táng bà ta không bao giờ có thể biết được tội ác gái nhân tình đã gây ra cho con gái mình nên vẫn tin tưởng yêu thương gã hết lòng có những chuyện đợi pháp luật can thiệp thì quá lâu Thế nên ngày đêm nay Cô bé Hồng đã trở về trả thù gã đàn ông xúc sinh 12 giờ đêm Khi gã lương đang ngủ Gã nghe thấy bên tay mình có tiếng gọi khẽ Chú ơi Chú ơi Những tiếng gọi cất lên mấy lần lương mới mở mắt Nhưng gã không nhìn thấy ai cả Có lẽ gã đã nghe nhầm Nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh thêm mấy lần nữa Rồi mới nhắm mắt ngủ tiếp những tiếng động lạ vang lên khiến lương lại một lần nữa bị đánh thức rầm lần này là một tiếng động lớn khiến gã giật mình chuyện gì đang xảy ra vậy lương bật dậy như một cái lò xo mở cửa ra xem ở bên ngoài có chuyện gì không nhưng cảnh tượng bên ngoài vẫn yên bình tất cả khu trọ vẫn ngủ say thế còn tiếng động vừa rồi thì sao lương khó hiểu quay vào trong ngủ tiếp nhưng được một lúc thì những tiếng động lạ lại vang lên tạo thành những chuỗi âm thanh ghê rợn không dứt lương lấy gối bịt kín đầu cố gắng ngủ tiếp tức thì những âm thanh bột bột kia không vang lên nữa nhưng lần này gã lại nghe thấy những tiếng khóc rấm rứt toàn thân lương sợn gai ốc gã biết tiếng khóc này là của ai gã ngồi dậy thận trọng đưa mắt nhìn xung quanh trong bóng tối gã không nhìn thấy gì nhưng những tiếng khóc cứ vang lên ai oán cô bé Hồng đang trở về hù dọa gã, cha tấn tinh thần gã. Ban đầu lương cố mặc kệ và nhắm mắt ngủ, nhưng những tiếng khóc và tiếng động lạ cứ vang lên khiến gã không sao ngủ được. Thế nhưng gã mở mắt ra thì không nghe thấy gì nữa, mà cứ nhắm mắt vào thì lại nghe thấy. Cũng từ đó gã không sao ngủ được nữa. Những chuyện kỳ lạ không dừng lại mà còn tiếp tục xảy ra vào những đêm hôm sau nữa. Đèn vừa tắt lương đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ gã bắt đầu trở nên hoang mang tinh thần gã đang suy yếu dần vì những chuyện lạ không để cho gã nghỉ ngơi buổi trưa ở công ty gã cũng nghe thấy tiếng khóc của bé hồng nhưng mở mắt ra nhìn thì không thấy ai lương không dám kể chuyện này cho mẹ của cô bé nghe tin nhắn và cuộc gọi của bà ấy gã cũng không dám nhận nếu nhận thì chỉ dám nói qua loa sau ba đêm liền ở nhà trọ gặp những chuyện kỳ quái đến đêm thứ tư lương mò sang nhà của mẹ bé hồng để ngủ hy vọng sẽ không bị hồn ma quấy phá thế nhưng gã đã nhầm những tiếng khóc vẫn cứ vang lên thậm chí cả tiếng rầm cũng vang lên còn nhiều hơn mặt lương trúng sâu vì không thể ngủ được người tình của gã hỏi tại sao gã không ngủ thì gã không trả lời được chỉ nói là do mình lo nghĩ công việc mẹ của bé hồng không nghi ngờ gì câu nói đó bà ta thản nhiên ngủ say nhưng tay vẫn ôm lấy gã. Trước đó, Lương cũng thử hỏi bà ta về những tiếng động lạ, nhưng bà ta nói mình không nghe thấy gì cả. Như vậy là chỉ một mình gã nghe được, vì gã cũng hỏi những người ở xóm trọ nhưng họ cũng nói không nghe thấy gì. Linh hồn của bé Hồng đang ở quanh quần bên cạnh gã, cô bé muốn đòi mạng gã. Mẹ của bé Hồng tuyệt nhiên không nghi ngờ gì Lương. Sau khi tổ chức xong đám ma cho con gái cũng không mơ thấy con thêm lần nào. Thế nhưng đêm nay, bà ta mơ thấy cảnh tượng con gái mình bị lương xâm hại. Bà nhìn rõ những giọt nước mắt, những câu van xin của con, nụ cười đều giả của gái nhân tình. Bà muốn lao vào can ngăn nhưng không được, chỉ biết đau lòng chứng kiến cảnh tượng ghê tởm. Con gái bà sau khi bị lương xâm hại Chỉ biết mặc lại quần áo Rồi sách cặp đi học Bà ta cũng nhìn rõ cảnh con gái mình tự tử Trước khi nhảy lầu cô bé đã khóc Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo Thế rồi Rầm Hồng đã gieo mình xuống trước sự ngỡ ngàng của bà ta Không Con ơi Người mẹ hét lên Khiến Lương nằm bên cạnh tỉnh giấc Gái nhìn người tình bằng ánh mắt khó chịu Gái vừa ngủ được một chút thì lại bị đánh thức Còn người phụ nữ đáng thương thì nhìn gã bằng ánh mắt căm hận bà ta rất muốn giết gã ngay lập tức nhưng phải cố kiềm chế con gái bà mới được đưa xuống lòng đất nhưng sáng mai bà sẽ đến cơ quan công an xin điều tra dù biết điều này sẽ làm tổn thương đến thi thể của con bà không thể để kẻ thù ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được về phần gã lương sau đêm ngủ ở nhà người tình thấy thoải mái thì đêm hôm sau gã lại sang đó ngủ tiếp Gái dự định sẽ trả phòng trọ rồi dọn sang ở với mẹ của bé Hồng luôn. Chưa ở một mình thì gái cảm thấy rất sợ. Tối nay gái nhắn tin cho người tình nhưng không thấy bà ta trả lời. Sang tận nhà thì thấy nhà tắt đèn tối om. Gái gọi điện thoại lẫn bấm chuông cũng không được. Gái linh cảm có chuyện gì đó đang xảy ra. Gái đứng đợi bên ngoài mãi cũng không thấy nhân tình về. Nhìn thấy hàng xóm thì hỏi thăm nhưng không ai biết mẹ của bé Hồng đi đâu chờ mãi phát chán gã đang định bỏ đi thì nhìn thấy hai bé gái đi đến chỗ mình đứng lường kinh hãi khi thấy một trong hai cô bé là hồng còn cô bé kia tay ôm búp bê lường lắp bắp mày đã chết rồi cơ mà tại sao mày nó là ai tôi đã chết nhưng tôi phải trở về từ âm giới để trả thù ông đây là một người bạn Cũng từng bị những kẻ xấu xâm hại giống như ông Mày định làm gì Tôi sẽ giết ông Học nói dứt khoát Không Mày không làm gì được tao đâu Vừa nói Lương vừa lùi lại Hai cô bé cứ dồn đuổi Còn gã thì cứ thế bỏ chạy Đã có lúc Gã nhặt đá ném về phía hai cô bé Nhưng viên đá không rơi trúng Mà còn văng về phía của gã Lương biết thứ mình đang gặp phải là ma quỷ Nên gã không dám làm gì nữa Cứ thế bỏ chạy Hai cô bé cứ đi theo gã sát nút Và gã thì cứ chạy như ma đuổi Bộ dạng của hai đứa bé trông rất đáng sợ Mặt chúng dính đầy máu và đất Nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự oán hận Lương cứ chạy mết Chạy mết cho đến khi kiệt sức Gã cục xuống bên đường Chút hơi thở cuối cùng không ai hiểu gá bị làm sao Một số người cho rằng gã đã sử dụng ma túy và bị sốc thuốc Nhưng cũng không ai dám đụng tới gã Họ gọi cho công an đến thu nhận thi thể của gá Mẹ của bé Hồng biết chuyện Cũng không đến nhìn mặt gã thêm một lần nào Bà ta tự trách bản thân mình đã quá dễ dàng Tin vào một con ác quỷ đội lốt người Để rồi giờ đây mất con Mấy ngày sau công an gọi bà ta đến và thông báo kết quả điều tra quả nhiên hồng đã từng bị xâm hại người ta tìm thấy tinh dịch và adn của lương ở bộ phận sinh dục của cô bé đau lòng đến mức bỏ khóc ở cơ quan điều tra người mẹ luôn miệng xin lỗi con khiến ai cũng chạnh lòng bi kịch gia đình luôn để lại nỗi đau cho con trẻ bố mẹ ly hôn con cái đã khổ gặp phải bố dượng hay dì ghẻ không tốt lại càng khổ hơn sau khi đi cùng Hồng để trả thù Hoài Ngọc lại trở về trong thân xác Mia Ánh Ngọc lúc nào cũng ôm ấp con búp bê thân yêu của mình Và không hề hay biết chuyện gì xảy ra Hàng ngày cô bé vẫn chăm chỉ đi học Không biết rằng mình đang bị một con quỷ râu xanh chú ý Một buổi chiều khi tan học Ánh Ngọc đang ra về thì bị thầy giáo dạy toán gọi lại Cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì Thì ông ta nói Bài kiểm tra hôm nay em làm rất kém Thầy sẽ đưa em đến nhà thầy Để giảng lại cho em ừ, Dạ Nhưng em đã so kết quả với các bạn Các bạn cũng làm giống như em mà Em đừng cãi thầy Thầy không nói sai cho em đâu Ánh Ngọc không biết nói thêm gì nữa Cô bé lùi thủi đi theo thầy giáo đến nhà ông ta Đi được một đoạn Bỗng nhiên bên tay cô bé Có tiếng nói khẽ đừng đi Ánh Ngọc ngơ ngác Không hiểu ai đang nói Nhưng cô bé linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra nên nói với thầy dạ em bị đau bụng em xin đi vệ sinh được không ạ à? trường à, sắp đóng cửa rồi thôi em lên xe đi thầy đưa em về nhà thầy thầy sẽ gọi điện cho bố mẹ em ánh ngọc không biết phải làm gì để thoát được ông ta nhưng đúng lúc ấy ông sáng đi đến chào hỏi thầy giáo của con gái rồi xin phép đưa con về ông kha trưng hửng và thất vọng nhưng không thể từ chối tuần này vợ con ông ta đi du lịch nên ông ta mới muốn đưa ánh ngọc về nhà thế mà bố cô bé lại xuất hiện làm hỏng hết cả kế hoạch không sao ngày mai ông ta sẽ tiếp tục tìm cách khám hại cô bé đang yêu đó ông sáng đẩy ánh ngọc về nhà thì nói con vào nhà đi bố ra ngoài này một chút ánh ngọc ngoan ngoãn nghe lời cầm cặp sách đi vào trong nhà một lúc sau bà Thủy trở về Thấy con gái đã về thì vui vẻ hỏi Con về rồi à Rái bụng chưa để mẹ đi nấu cơm Bố chưa về à mẹ Chưa Bố đi công tác đến tuần sau mới về mà con Bà Thủy ngỡ ngàng Nhưng bố vừa đón con mà Bố đưa con về tận nhà rồi bố nói phải đi đâu đó Ánh Ngọc ngây thơ nói Bà Thủy nhìn con bằng ánh mắt ngạc nhiên Bà không nghĩ rằng con gái mình bịa đặt cũng không nhìn lầm có khi nào con gái bà nhớ bố quá mà tưởng tượng ra không bà hỏi lại con nhưng con nhất quyết nói bố đã đưa mình về còn có cả thầy kha cũng biết bà thủy nghe vậy thì càng hoang mang không hiểu chuyện gì bà quyết định gọi cho chồng và nhận được câu trả lời từ ông là ông vẫn đang đi công tác bà thủy cũng không biết phải giải thích như thế nào trước chuyện đang xảy ra đành chống chế về ánh ngọc là bố lại phải đi làm đến tuần sau mới được về ánh ngọc cũng không nghi ngờ gì câu nói đó ngoan ngoãn đi tắm rửa thay đồ rồi đi làm bài tập cô bé không thể biết được rằng hồn ma của hoài ngọc một người bạn bằng tuổi đang cố gắng bảo vệ mình thoát khỏi sự xâm hại của con ác quỷ hắn đang ngày đêm tìm cách hãm hại ánh ngọc chính vì thế nên hoài ngọc quyết định sẽ ra tay ngay đêm này hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thực hiện mong muốn đổi bại của mình thêm một lần nữa đâu tiếng bước chân vang lên trong đêm khiến kha giật mình hắn còn đang ngồi đọc sách đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy những tiếng động vang lên bên ngoài giờ này trong nhà hắn đâu có ai không lẽ là kẻ trộm nghĩ vậy kha im lặng nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếng bước chân vẫn vang lên nó đang đi lên cầu thang và hướng về phía phòng của kha âm thanh càng lúc càng lớn khiến kha càng cảm thấy lo lắng tuy là một người đàn ông có vẻ bề ngoài cao to nhưng gã lại không phải là một người dũng cảm thế nên nếu có trộm đột nhập thì gã sẽ coi như không biết gì giá như bây giờ gã đang nằm trên giường thì có thể giả vờ ngủ nhưng bây giờ thì đèn bàn đang bật sáng còn tiếng bước chân đang ngày một đến gần kha không thể di chuyển vì không muốn tạo ra bất cứ tiếng động nào gá cứ im lặng nghe ngóng còn tiếng bước chân thì đi tới cửa phòng ngủ của gã rồi dừng lại kha cứ im lặng chờ một lúc lâu nhưng cũng không thấy gì nữa trong đầu kha hoang mang cực độ rốt cuộc là ai đang ở bên ngoài cánh cửa kia tiếng bước chân lại vang lên lần này là hướng đi xuống nhà kha thở phạo nhẹ nhõm nhưng gã cũng chợt nhận ra một điều khiến gá rùng mình sờn cái ốc rõ ràng gã không nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa mà lại nghe thấy tiếng bước chân. Như vậy thì người vừa vào nhà là người như thế nào? Không chừng đó là một thứ gì đó không sạch sẽ. Phải rồi. Mấy hôm trước ở gần nhà gã xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là một đứa bé tầm 5, 6 tuổi, chết ngay tại chỗ. Có khi nào hồn ma của đứa bé đó vừa xuất hiện để trêu chọc gã không? Không thể có chuyện đó xảy ra được. Vì gã nghe nói mỗi nhà đều có thần linh thổ địa canh giữ Một hồn ma xa lạ không thể tự do ra vào Cả đã hoàn toàn quên đi cô bé tên Hoài Ngọc Đã bị mình xâm hại cách đây gần 10 năm Linh hồn cô bé bây giờ mới chính thức trở về để báo oán Kha Gã sẽ không sống được quá một tuần nữa đâu Kha đang nằm mơ thấy quá khứ của mình Về trận động đất kinh hoàng năm xưa ở làng nghèo gã cùng các đồng nghiệp sơ tán những em học sinh đến nơi an toàn nhưng lại cố tình quên đi hoài ngọc thật lòng gã không muốn cứu cô bé vì gã đã lạm dụng cô bé trong một thời gian dài thế nên bây giờ cô bé phải chết cho trận động đất thì thật lý tưởng những đồng nghiệp của gã vì bận sơ tán những học sinh khác nên cũng vô tình quên mất hoài ngọc đến khi nhớ ra thì đã quá muộn ngày chủ tịch xã tổ chức tang lễ cho những nạn nhân trong vụ động đất Khả mừng như mở cờ trong bụng Khi thấy thi thể của cô bé Hoài Ngọc đáng thương Bị đưa đi hỏa táng Gã cứ yên chí nghĩ rằng Tội ác của mình sẽ không bao giờ bị phát giác Nhưng bây giờ Sẽ là lúc gã phải đền tội Trong giấc mơ của gã Gã nhìn thấy Hoài Ngọc sống lại Đi ra khỏi quan tài Bước ra khỏi giấc mơ của gã Và bóp cổ gã Cổ họng của Kha bị nghẹt thở Bàn tay của con bé như có một sức mạnh vô hình giết chết một người đàn ông khỏe mạnh. Không, gã không muốn chết, gã còn yêu cuộc sống này lắm. Tiếng cả gáy từ đâu vọng đến đánh thức Kha khỏi cơn ác mộng. Gã tỉnh lại mà mồ hôi vá ra như tắm. Gã vui khi thấy mình vẫn còn sống. Vợ tay lấy chiếc đồng hồ để trên tủ đầu giường. Đã 5 giờ 30 rồi. Gã bước xuống giường đi ra ban công tập thể dục. Thế nhưng vừa ra đó khá kinh ngạc khi thấy ở cột điện dưới đường một cô bé đang đứng nhìn lên nhà gã khoảng cách tuy xa nhưng khả vẫn nhận ra đó là hoài ngọc cô bé đang nhìn gã bằng ánh mắt căm hận rồi một phút sau quay lưng bỏ đi khả cứ đứng chết chân ở đó phải mất mấy phút sau mới hoàn hồn gã đã hy vọng mình nhìn nhầm nhưng chắc chắn một điều rằng hồn ma trong quá khứ đã trở về Tiếng chuông điện thoại vang lên giúp Kha hoàn hồn, cá vội đi vào trong nhà để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Tâm trạng của Kha bỗng trở nên thật nặng nề, bỗng nhìn Kha cảm thấy lo lắng khôn cùng. Đến trường làm việc như bình thường, nhưng tâm trạng của ông Kha thì không tốt như mọi ngày nữa. Mới cách đây khoảng 12 giờ thôi, tâm trạng của ông ta còn rất tốt, thế mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Nhìn những bóng học sinh đi lại trong trường Ông ta lại nghĩ đến Hoài Ngọc Và nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô bé Đồng nghiệp thấy bộ dạng của ông ta trông rất thê thảm nên hỏi thăm Nhưng ông ta không dám nói ra chuyện mình đang gặp phải Những tiết học hôm đó ông ta dạy qua loa Nhìn thấy ánh Ngọc thì không còn muốn giờ trò đổi bại như hôm qua nữa Mà tỏ ra lảng tránh Hết giờ dạy, ông ta không dám về nhà Vì bây giờ căn nhà của ông ta không có ai trở về đó rất dễ gặp hồn ma của hoài ngọc ông kha cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác gặp người quen cũng không nhận ra đến nỗi họ phải lên tiếng hỏi thăm ông kha cảm ơn mọi người rồi nói không ai giúp được tôi đâu chào mọi người nhé tôi đi đây nhưng mà anh đi đâu tôi cũng không biết nữa ông kha trả lời bâng quơ rồi cứ thế bỏ đi trong sự lo lắng của mọi người. Có người cảm thấy lo lắng cho ông ta thì nhắn tin hỏi vợ ông ta, nhưng mãi không thấy trả lời. Bởi bà ấy đang đi du lịch xa không để ý đến điện thoại. Từ sau đó, không ai biết ông Kha đi đâu. Mấy ngày sau trên Facebook mới đưa thông tin về vụ việc. Tìm thấy thi thể một người đàn ông tầm 35 tuổi ở trên sông X. Ai là người nhà nạn nhân thì đến cơ quan công an nhận xác. Lúc này, Vợ và con của ông Kha đang ngồi trên xe trở về thành phố Hồ Chí Minh Họ vô tình đọc được tin tức đó thì không nghĩ rằng chồng mình gặp chuyện Nhưng vừa xuống xe thì một người bạn đã gọi điện thông báo tin dữ Nhà cửa trống trơn lại thêm gọi điện thoại mãi ông Kha không nghe máy Thì vợ con ông ta mới hoảng hốt đến cơ quan công an xem mặt người chết và nhận xác Khi biết người chết chính là chồng, là cha mình Thì vợ con ông Kha mới ỏa lên khóc Họ không hiểu tại sao ông ta lại tự sát, họ còn cho rằng có người sát hại ông ta và yêu cầu công an điều tra. Thế nhưng một thời gian trôi qua, công an kết luận ông ta tự sát, đối tượng tình nghi cũng không tìm được ai, thì vợ con ông ta mới chấp nhận sự thật, dù họ không hiểu lý do cho chuyện này. Mãi đến khi mộ ông Kha xanh cỏ, gia đình ông ta mới biết được lý do dẫn đến chuyện ông ta tự sát. Họ không còn thương cảm cho ông ta nữa ông Khoa, bố của Hoài Ngọc. Ngày ngày ông Kha chết, đọc được tin đó và gặp lại Hoài Ngọc trong mơ. Ông ta mừng rỡ hỏi. Con đấy à? Đã lâu rồi bố không nhìn thấy con. Ông biết chuyện một người đàn ông tự sát trên sông Ích trong thành phố Hồ Chí Minh phải không? Đó chính là người đã xâm hại tôi đây. Vậy sao? Bố biết đó là một đồng nghiệp của bố. Cậu ta từng làm việc với bố ở trường nơi con học bố không ngờ cậu ta lại hãm hại con trước đó bố có hỏi thăm tất cả những thầy giáo từng làm việc ở đó nhưng không ai thừa nhận cậu ta cũng thản nhiên chối tội vậy mà có ai làm việc xấu mà dám nhận đâu tôi đã bắt ông ta phải đền tội rồi con đã dụ cậu ta đến sông rồi tự sát à đúng vậy bây giờ thì đến lượt ông Hoài Ngọc chỉ tay ra ban công ra hiệu cho ông Khoa đi ra đó Ông Khoa không lên tiếng van xin Nhưng trong ánh mắt Vẫn còn rất nhiều sự tiếc nuối sinh mệnh Hoài Ngọc rất lạnh lùng Cô bé muốn ông ta phải chết Thế nên ông Khoa lững thững đi như người mất hồn ra ban công Đặt bàn chân phải lên lan can Rồi sau đó là bàn chân trái Ông Khoa toàn ra mình xuống Thì bất chợt quân Con trai ông ta đẩy cửa đi vào Cậu ta kinh ngạc khi thấy Hoài Ngọc đang đứng dưới đất còn bố mình thì đang muốn nhảy lầu tự tử Bố Quân hét lên một tiếng rồi lao đến ôm lấy chân bố mình Kéo ông trở lại Cậu nhìn Hoài Ngọc Biết cô bé này không phải là người Bèn hỏi Tại sao em lại ở đây Anh đã nhìn thấy ảnh của em trên bia mộ Mọi người cũng nói cho anh biết số phận của em Nhưng Nó là em gái của con Ông Khoa nói Buồn bố ra đi quân Hôm nay bố phải chết Ông Khoa cường quyết lao ra ngoài lan can Tại sao cô bé này lại là em gái của con Quân không hiểu Cậu nhìn cô bé ma bằng ánh mắt chứa đầy sự hoang mang Hoài Ngọc lúc này mới lên tiếng Anh hãy hỏi ông ta đi Tạm thời hôm nay em để cho ông ta được sống Nói rồi cô bé biến mất Để lại hai bố con ông Khoa ngỡ ngàng Quân nhất quyết lôi bố xuống khỏi lan can kéo ông ta vào trong nhà Lấy cho ông ta một cốc nước rồi nói Bây giờ bố bình tĩnh kể cho con nghe mọi chuyện Ông Khoa uống hết một hơi nước Rồi nhìn thẳng vào mắt con Lấy hết can đảm kể cho cậu nghe mọi chuyện Từ chuyện mình ngoại tình khi chuyển công tác đến vùng sâu vùng xa Cho đến chuyện bé Hoài Ngọc ra đời Rồi cô bé bị xâm hại ra sao Quân nghe bố kể mà chỉ lắc đầu Cậu không ngờ một người tưởng như mẫu mực như ông ấy lại có thể mắc một cái lỗi tài đình. Ông Khoa kể xong chuyện của mình thì hỏi Con, con không giận bố chưa? Nếu mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ rất giận bố. Cả chị Diễm cũng vậy. Còn đừng nói với họ nhé, bố xin con. Đằng nào bố cũng không sống được lâu nữa. Em ấy nhất định bắt bố phải chết sao? ông khoa thở dài gật đầu quân nhìn bố bằng ánh mắt thương hại rõ ràng ông ấy có lỗi nhưng dù sao đó cũng là bố anh anh không đành lòng nhìn ông ấy chết quân nhớ lại chuyến đi tình nguyện mấy tháng trước anh và các bạn đã dọn cỏ đồng thời xây lại mộ cho những ngôi mộ bị hư hoặc vỡ quân đã nhìn thấy ngôi mộ của cô bé hoài ngọc tuyệt đã bị vỡ nhưng ảnh của cô bé vẫn đẹp nó khiến cho quân cảm thấy rất gần gũi nhưng cậu không bao giờ nghĩ cô bé này lại có một nửa dòng máu với mình bây giờ nhìn đến linh hồn cô bé xuất hiện đòi mạng bố quân không thể đứng yên nhìn ông ấy chết anh sẽ tìm cách thuyết phục cô bé đó tha cho bố có lẽ phải tìm đến một thầy bói nào đó chăng bốn là một người theo chủ nghĩa quan duy vật quân chưa bao giờ tin vào những thứ như ma quỷ xem bói thế mà bây giờ lại phải tìm đến những nơi đó cậu sẽ lên mạng tìm kiếm thông tin Thế nhưng Ngày đêm hôm đó Quân đã mơ thấy Hoài Ngọc Cô bé đứng trước mặt anh trai mình hỏi Anh muốn tìm em phải không? Đúng vậy Anh muốn cầu xin em tha cho bố Không được Ông ấy phải chết Tại sao em lại cứ muốn bố phải chết? Ông ấy chết rồi thì mẹ em và em Cũng đâu có sống lại được Nhưng Ông ấy đã bỏ mặc mẹ con em em không bao giờ tha thứ cho ông ấy em nhầm rồi bố vẫn luôn quan tâm đến em đấy nhưng ông ấy không muốn để ai biết anh biết em đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng ông ấy cũng rất đau khổ khi biết em chết trong trận động đất đó ông ấy đã làm lễ cầu siêu cho em và mẹ em em đừng nên quá ác độc em là một cô bé ngoan mà nghe quân nói hoài ngọc bỗng bật khóc cô bé nhớ lại những bài học mình từng được học khi còn sống. Thầy cô đã dạy phải biết bao dung với lỗi lầm của người khác, nhất là khi họ hối lỗi. Thật ra những việc ông Khoa làm Hoài Ngọc đều biết, nhưng oán niệm quá lớn khiến cô bé căm hận một cách mù quáng. Quân biết cô bé đang dao động, bèn nói tiếp. Em ngoan, kẻ giết em đã chết rồi, bố cũng đã truy tìm hắn nhưng không tìm được. Em đừng giận bố nữa được không? Hoài Ngọc nín khóc ngẩng lên nhìn anh trai bằng ánh mắt yêu thương cô bé lao vào vòng tay anh trai mình thút thít em em xin lỗi em sẽ không trả thù bố nữa nhưng em muốn có một gia đình em không muốn lưu lạc bơ bơ nữa quân đồng ý ngay nhưng cậu sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ bà ấy cần phải biết chuyện về hoài ngọc nếu sau khi biết mà mẹ không tha thứ cho bố thì gia đình cậu sẽ tan vỡ nhưng dù sao hoài ngọc cũng rất đáng thương hoài ngọc sau một hồi thút thích với anh trai thì biến mất nhưng vẫn hẹn thỉnh thoảng sẽ đến thăm quân bà tuyết vợ của ông khoa tưởng như sẽ mãi mãi không bao giờ biết về chuyện của chồng mình nhưng trong một lần đi xem bói với đồng nghiệp trong công ty thầy bói đã nói gia đình bà có một vong bé gái đi theo và nó muốn gây hại cho chồng bà bà tuyết nghe vậy thì lo sợ lắm bèn hỏi chi tiết thì thầy bói chỉ nói Chồng chị có gian tình, chị cứ về hỏi ông ta thì biết Những lời nói của thầy bói làm bà Tuyết cảm thấy rất hoang mang Bà không dám hỏi chồng vì không muốn đối mặt với sự thật Nhưng cũng không biết phải giải quyết chuyện thầy bói nói như thế nào Vòng bé gái đó không phải là một vong hiền lành dễ đối phó Nó đang muốn lấy mạng chồng bà Bà Tuyết suy nghĩ mấy ngày mấy đêm đến khi quyết định nói chuyện với chồng thì được quân kể cho bà nghe hết mọi chuyện mong bà hãy chấp nhận mẹ con bé ngọc và thuyết phục cả chị diễm nữa bà tuyết sau khi nghe con trai kể thì cảm thấy rất buồn nhưng dù sao bà cũng biết trước rồi thế nên bà không bị sốc lắm bà nói chuyện với chồng và ông đã cầu xin bà tha thứ nhưng bà nói chuyện này phải giải quyết sớm nhưng bây giờ làm thế nào để thuyết phục cái diễm nó rất ghét sự phản bội ông khoa nói với vợ nếu nó không tha thứ cho tôi thì tôi cũng phải chịu thôi bà tuyết tuy giận chồng nhưng không đành nhìn ông chết nên đã tìm cơ hội nói chuyện với diễm kết quả là cô gái giận bố và không nhìn mặt ông ấy trong một thời gian dài thế nhưng cô cũng không phản đối chuyện bố mẹ muốn lập bàn thờ cho mẹ con hoài ngọc gia đình cô đã có một vết nứt nó khiến cho vẻ bề ngoài hạnh phúc của gia đình không còn nữa Nhưng dấu sao Cô cũng không muốn bố mình chết vì một lỗi lầm ông ấy ắt đã cố sửa chữa Mì à Con búp bê ánh ngọc đang ôm ấp nâng niu Bỗng biến mất một cách kỳ lạ Nhưng không làm cho cô chủ của nó buồn bã Nó đã làm xong nhiệm vụ của mình trên thế giới này rồi Một ngày nọ Khi gia đình ông Khoa đi thăm mộ của Hoài Ngọc Họ kinh ngạc khi thấy con búp bê Mia ngồi trên đó Thứ mà trước đây họ chưa bao giờ nhìn thấy Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai Của tác giả Tuấn Vũ Mang tên Nhà Cổ Nuốt Người Tôi và Thủy yêu nhau đến nay đã sang tháng thứ ba Tôi là một du học sinh nửa vời Nói như vậy có lẽ không rõ nghĩa. Tôi đã làm thủ tục visa 4 lần nhưng đều bị từ chối. Đến lần thứ năm thì đại dịch bùng phát. Gia đình tôi nhắm từ trước là khi tôi đặt chân đến xứ người sẽ phải ở rịt trong nhà. Không thể làm thêm kiếm tiền gửi về để lo tiền lãi hàng tháng gửi ngân hàng. Nên cuối cùng kế hoạch gần 2 năm của tôi đành phải hủy bỏ. Đó quả là một quãng thời gian tăm tối và mệt mỏi đối với tôi và cả gia đình biết mình không có số xuất ngoại tôi đành chấp nhận ở lại việt nam tìm một công việc kỹ thuật theo đúng ngành nghề ở ngoài hà nội đó cũng là lúc tôi được gặp em thủy xuất hiện đúng vào lúc mà đời tôi trông tranh nhất mọi dự định mọi kế hoạch mà tôi tự xây dựng cho mình trong mấy năm đều đổ xuống sông xuống biển tôi như một con dã tràng xe cát ngủ ngốc nghĩ rằng mình có thể làm được một con đường nối liền từ việt nam sang châu úc nhưng cuối cùng Xe bao nhiêu cát nước biển lặn cuốn hết bấy nhiêu Đời tôi đầy thất vọng và đau đớn Em xuất hiện như một tia nắng sưởi ấm Cho cõi đời tiểu tụy hao mòn Trái tim rỉ máu tổn thương Vì những dự định không thành của tôi Lại một lần nữa phục sinh Như chiếc lá giữa mùa hạn gặp được cơn mưa rào Tới mắt cả tâm hồn Và mang theo nguồn sống Thủy rất xinh đẹp Ít nhất là tôi thấy thế Nàng có cái mũi dọc rửa thẳng tắp nhưng nho nhỏ xinh xinh Một bờ môi căng mọng đỏ tươi tràn đầy nhựa sống Nổi bật trên làn da trắng ngần không tì vết Thì thoảng lại phơn phớt hồng mỗi lúc cười vui Nàng có một thân hình tuyệt mỹ Chiều cao 1m63 đối với chân dài thẳng tắp Vòng ngực căng đầy luôn lấp đó sau chiếc áo cổ cao kín đáo Nói chung, Thủy có tất cả những điều mà một thằng thất bại như tôi đáng lẽ ra không được hưởng ấy thế mà số phận run rủi lại để chúng tôi được gặp nhau tôi và Thủy quen nhau qua một nhóm tiểu lâm và tiểu thuyết trên facebook lúc ấy thất nghiệp chẳng có việc gì làm tôi đành rối quá nên lại thành ra hoạt động tích cực trên mạng múa phím hồng bình thiên hạ, cố che giấu sự yếu đuối về cả thể xác tinh thần lẫn kinh tế bằng khả năng chém gió của mình vô tình thì lại thích mấy cái trò tiếu táo vớ vẩn của tôi Cả hai nói chuyện với nhau qua những câu bình luận bông lơn Rồi cứ thế dần dà Tình cảm phát triển rồi hai đứa quyết định Hẹn gặp nhau sau một thời gian Chỉ nhắn tin qua inbox Lần đầu gặp Thủy Tôi choáng ngợp đến bàng hoàng Vì không nghĩ ở ngoài đời Nàng lại sinh như vậy Tôi tự ti đến độ chỉ muốn bỏ về Vì vẻ bề ngoài của mình quá tầm thường Soảng xính không xứng đáng một góc của nàng nhưng rồi tình cảm dường như đã có ngay từ trước. Cả hai cứ như vậy mà phát triển dần dần. Thủy giúp tôi vơi bớt đi nỗi tự ti, luôn đè nặng cõi lòng. Còn tôi, có vẻ như vô dụng, chẳng giúp gì được cho nàng. Chúng tôi rất hợp nhau, Thủy cũng về nhà tôi chơi mấy lần rồi. Bố mẹ tôi đều rất ưng nàng. Mẹ tôi đợi lúc Thủy lúi húi trong bếp, bà kéo tôi ra rồi bảo. Đảm đang dập phết đấy, được cả người lẫn nét. Hay à, mày xem thế nào đi con ạ? À? 23 tuổi mới ra trường, 2 năm mai đít đi học tiếng Anh với làm visa. Giờ tính cả tuổi mụ thì mày 26 rồi đấy. Tính dần chuyện trăm năm đi là vừa. Tôi nghe mà phát thẹn, ấp úng chẳng biết nói thế nào. Mình đã có gì đâu mà đòi cưới với chàng xin. Tôi chỉ có mỗi cái nghề viết lách linh tinh, kiếm được tí tiền còn trả nước. Giờ mà lấy người ta thì có khác gì đổ nợ cho cả nhà họ. Thế nhưng tiện nói đến nhà đến cửa Thủy có vẻ rất khác so với những người con gái mà tôi từng quen Nàng không bao giờ muốn dẫn tôi về nhà Mặc dù bạn bè nàng đều biết nàng có người yêu là tôi Nhưng riêng với gia đình thì Thủy dường như giấu nhẹm Nhiều lần làm tôi phải buồn lòng Tôi nhớ có lần tôi ngậm ngùi nói với Thủy Có phải em thấy anh chưa có sự nghiệp, chưa công ăn việc làm ổn định Nên không muốn dẫn anh về đúng không? Thủy nghe xong chỉ cười cười lắc đầu bảo tôi Em chưa sẵn sàng Con gái trong đời có thể yêu vài ba người Nhưng chỉ được lên xe hoa với một người phù hợp nhất Anh thử nghĩ xem Nếu cứ yêu ai cũng đưa về nhà Hàng xóm láng giềng sẽ đánh giá bố mẹ em thế nào Nhìn em ra sao Anh biết người ta giỏi dèm pha thế nào rồi đấy Nghe Thủy nói tôi cũng xui xui tai Nhưng xem ra trong lòng còn buồn nên nàng lại an ủi tiếp yêu nhau được nửa năm để mình tin tưởng biết nhiều về nhau hơn rồi em đưa anh về nhà bố mẹ em cũng biết em có bạn trai cũng tò mò muốn xem mặt anh lắm rồi nhưng em chưa đồng ý cần có thời gian mới được chứ thủy vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa vai tôi khiến những sự căng thẳng khó chịu nơi tôi tan biến mất và cái dự định về nhà nàng trong tôi lại biến đi lúc ấy để rồi lâu lâu nó lại bùng lên mạnh mẽ như thể trong tôi đang có một linh tính gì kỳ lạ về gia thể của nàng không muốn thủy nghĩ mình là một thằng đàn ông vô dụng một ngày nọ tôi ngỏ ý mời nàng đi chơi xa để chứng tỏ cho thủy biết rằng mình vẫn có khả năng kiếm tiền và cũng tiền để thông báo luôn cho nàng tin vui là tôi đã tìm được một công việc mới ổn định hơn với mức lương khởi điểm tuy không quá cao nhưng được cái phụ cấp dày dặn hơn nhiều nghề hiện tại. Sau lần đi chơi xa này, tôi sẽ chính thức đi làm để từng bước xây dựng kế hoạch tương lai với mái ấm và một gia đình mà tôi hằng mơ ước. Tôi kể cho Thủy nghe rồi hỏi. Em muốn đi chơi ở đâu nào? Sài Gòn, Đà Lạt, Đà Nẵng hay Phú Yên? Thủy khẽ cao mày, nũng nỉu trách tôi. Anh à, kiếm được có một chút phải tiết kiệm chứ. Đi toàn những chỗ xa tít mù khơi ấy thì lấy gì mà trả. Thì anh làm được ra tiền cơ mà. Có xa xôi gì mấy đâu. Vẫn là đi trong quốc nội. Mà bây giờ đang dịch giá thế này. Mình đi du lịch là ủng hộ ngành dịch vụ của nước nhà. Hơn nữa vé máy bay khách sạn đều đang cực rẻ. Không đi lúc này thì đi lúc nào. Thủy nhìn tôi mỉm cười nhưng vẫn cố tỏ ra kiên quyết. Tôi thì biết em đã muốn đi chơi lắm. Bởi đã rất nhiều lần thủy kể chuyện trước đây nàng hay đi du lịch thế nào có khi một năm đi bảy tám lần liền thủy nhìn tôi hỏi han cặn kẽ thế anh có bao nhiêu tiền rồi đi chơi về rồi ăn mì tôm là không xong đâu đấy tôi cười hành hạch vẻ bẫy cái thẻ visa ra trước mặt nàng rồi bảo yên tâm anh à, tiết kiệm đủ để đi rồi không có chuyện cuối tháng ăn mì tôm sống đâu thủy lắc đầu cười rồi bảo tôi thế thì để em chọn địa điểm em không muốn đi vào nam thời tiết chưa biết thế nào mà lại không quen đồ ăn thức uống mình đi ngoài bắc là được rồi tôi chiều ý nàng để thủy tự do chọn chỗ để đi chơi và địa điểm cuối cùng mà nàng chọn là hà giang nói đúng hơn là một huyện của tỉnh hà giang nơi mà thủy thi thoảng vẫn hay kể cho tôi về cảnh sắc hữu tình ở đó đấy là nơi mà nàng và các bạn mình đã từng đến một lần vào năm ngoái Đi xong rồi mà Thủy cứ vương vấn mãi Chỉ muốn quay lại Mà đến nay mới có dịp để đi Không ai ngờ được rằng Chuyến đi chơi những tưởng sẽ vô cùng vui vẻ ấy Sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời tôi Chúng tôi đi trên tuyến xe bớt số 7 Từ trung tâm tỉnh Hà Giang Vòng vèo qua một chặng đường khá dài Chừng 20 cây số Đi dưới những tán rừng già Lợn tròn quanh một sườn núi dựng đứng Tạo thành một con đèo vô danh rồi lại cứ như vậy chiếc xe phàm phàm lao xuống một con dốc cao chót vót trước khi đi đến một thung lũng nằm kẹt giữa hai ngọn núi tôi không biết thị trấn hay vùng đất này có tên là gì nhưng có vẻ như ở đây vô cùng hẻo lánh chuyến xe bus chở chúng tôi ban đầu chật kín như nêm trời mới vào hè nhưng cái nóng đã cực kỳ oi bức khó chịu mùi người mùi xăng xe mùi cả bốn năm con gà nhốt trong cái giỏ che bốc lên hòa quyện vào nhau khiến tôi gần như ngạt thở. Chúng tôi lên xe từ trước nên bị dồn xuống tít mái cuối xe, ngồi chen chúc ở hàng ghế sau cùng, nhìn cái xe 29 chỗ nhưng nhồi gần 50 người đặc kín như nêm. Điều hòa trên xe chạy hết công suất, kêu o o hòa với tiếng ve sầu đinh tai nhức óc, làm tôi không thể ngủ nổi dù đã cố nhắm nghiền đôi mắt. Một cá nào đó ngồi cạnh tôi hình như hôi nách. Mùi khắm khú của mồ hôi khiến tôi lẩm giọng buồn nôn, mà cái cửa kính bị kẹt không tài nào mở nổi. Bắt tôi chịu đựng cái thứ mùi kinh khủng ấy suốt cả một chặng đường dài. Cũng may, khi chiếc xe lên đến đèo, là đã có nhiều người xuống xe. Họ là cư dân ở những thị trấn quanh đây, chứ không ai đi xa như chúng tôi. Bởi thế mà tới ngang lưng đèo, thì trên xe cũng chỉ còn hai đứa chúng tôi thêm một vài hành khách nữa. Dường như tất cả đều mệt mỏi Nên mặt mũi ai cũng ủ rột âm u Tôi để ý rằng Họ có vẻ như đều biết nhau Nhưng chẳng ai chịu nói với ai câu nào Điều ấy cũng dễ hiểu thôi Vì đường thì xa Mà khách khứa lại còn nhồi nhét như nhồi lợn Có là thanh niên như tôi Cũng cảm thấy mệt mỏi dã rời Chứ chẳng nói đến những người nhà quê Vốn ít khi được đi xe ô tô như vậy Thế mà bên cạnh tôi Thủy vẫn có vẻ vô cùng tỉnh táo cô tươi cười nhìn ra ngoài cửa xe rồi không hiểu làm thế nào thủy kéo được cái cần gạt chốt rồi luồn tay đẩy cửa kính sang một bên một luồng gió nóng ùa vào bỏng rát khiến tôi vội lên tiếng bảo nóng quá em ơi đóng cửa vào đi bật điều hòa được rồi nhưng không đợi thủy trả lời một người đàn bà ở phía trước đã nói bỏng lại cứ để mở cửa đi cậu mắt ngay tức thì đấy sắp xuống đèo rồi Quả đúng như lời bà lão kia vừa nói Chiếc xe khách mới từ đỉnh đèo lao xuống dưới Lập tức như đi sang một chiều không gian khác Ở đây không khí thoáng đáng mát lạnh đến rùng mình Gió từ cửa sổ ủa vào thốc thẳng mặt tôi Khiến da mặt tôi tê rần lên vì lạnh Thủy ngồi gần cửa sổ hơn cả tôi Nhưng thay vì run lên bẩn bật Nàng như đang tận hưởng cái làn gió trong lành Thanh khiết của vùng đất xa lạ này Tôi sau khi bị bất ngờ cũng lấy lại được bình tĩnh, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mũi lập tức ngửi thấy mùi lúa non đang trổ bông trên những thửa ruộng bậc thang. Ở đây không cấy lúa theo vụ hè, vụ chiêm như dưới đồng bằng thì phải. Tôi đoán thế thôi, chứ cũng chẳng nghĩ nhiều. Ngồi im tận hưởng cái làn gió trong lành, mát lành, lùa và mái tóc. Phía xa xa, lũ trẻ chăn dê ngơ ngác nhìn theo chiếc xe khách, kéo theo đám bụi đường mù mịt. Tôi lờ đánh đưa mắt nhìn Rồi thoáng ngạc nhiên Vì nước da của bọn trẻ không hề đen nhẹm đen nhẹm Như ở những vùng quê khác Trái lại Trắng ngần như xứ Đứa nào đứa nấy tuy ăn mặc không được sạch sẽ cho lắm Chúng chỉ khoác trên người tấm áo phông cũ kỹ Thậm chí có phần hơi rách rưới Chứng tỏ ra cảnh không lấy gì làm khấm khá Nhưng lại càng làm nước da trắng nổi bật hơn Với những đôi mắt đen láy Sâu thẳm một cách khác thường khiến tôi phải chăm chú nhìn theo, mãi tận khi cái xe đã đi xa thêm một quãng, bỏ lại lũ trẻ ở sau lưng. Sao chắc à, con ở đây trắng thế nhỉ? Trắng như em luôn đấy Thủy ạ. À. Tôi cười cười quay sang nói chuyện với người yêu, Thủy cũng cười đáp lại tôi. Đã trắng là nhờ khí của đất, nhờ thổ nhưỡng xung quanh anh không biết à? Nơi nào càng màu mỡ, đất đai cây cỏ càng sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên, thì con người lại càng khỏe mạnh. Làn da một là nâu bóng như đồng Hai là trắng ngần như sữa Lần đầu tiên đến đây em cũng giống anh Cũng ngạc nhiên chẳng kém gì anh cả Thế ở đây tên là gì? Huyện này là huyện gì em nhỉ? Thủy lắc đầu ra ý trách tôi Nàng khẽ bảo Làm gì mà đến một huyện Đây chỉ là một bản thôi Thừa dần lắm Người ta gọi đây là bản tầm nưa Bà lão khi nãy hình như chú ý đến câu chuyện của chúng tôi Quay lại nhẹ nhàng bảo cô cháu gái nói đúng đấy đây là bạn tầm nưa bạn này là một bạn thư dân nhất nhì cả tỉnh mà xét trên phạm vi cả nước có khi cũng chẳng ở đâu ít người như thế này cũng nhờ ít người nên trong bạn bao nhiêu năm vẫn giữ được cái cảnh điền viên an nhàn không bị đô thị hóa hiện đại hóa trên thành phố tác động nhiều tôi gật gù đồng tình nói theo vâng thảo nào ít xe ít cổ quá quá cụ nhỉ ờ Người ở đây đi bộ đi xe đạp Hoặc cưỡi trâu là chủ yếu Chưa không có cả xe máy hay ô tô Chuyến xe này là chuyến xe duy nhất đưa người về bán Mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến mà thôi Bà con ở đây ai cần gì phải đi chợ huyện Sẽ phải đón xe từ sáng sớm Rồi đến chiều muộn như lúc này Thì xe mới quay về Tôi lại gật cụ thêm cái nữa Nhưng không đáp lại lời bà cụ Vì thấy bà đã quay ra cửa sổ Không nói gì thêm Quả thật chưa cần bà giải thích Chỉ cần nhìn nhà cửa xung quanh đây Là đã thấy được cái cảnh điển viên xưa cũ Như nhuốm màu thời gian Nhà cửa ở đây vẫn được xây theo lối kiến trúc cũ kỹ Vùng thượng du Nhà sàn, mái lá Xung quanh dùng gỗ thay cho tường Rất ít nhà xây bằng gạch Mà hầu hết lại là nhà đắp đất Chẳng hiểu ở đây có cái gì Mà Thủy người yêu tôi lại chết mê chết mệt Năm lần bảy lượt đòi quay lại tham quan Tôi còn đang lơ đánh ngắm nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh Đang bị ráng chiều tà đỏ ối Dần bao phủ Thì bà cụ ngồi trước chúng tôi lại lên tiếng hỏi Thế các cụ các cậu đi đâu về đây? Sao tôi thấy hai người lạ mặt thế nhỉ? Nghĩ rằng bà lão kia là một người hay hóng chuyện Nên tôi chỉ đáp lấy lẻ Chúng cháu về chỗ cái nhà sàn Nhà gì em nhỉ? À, nhà tứ hợp viên Tứ hợp viện gì đó ạ à? Tôi phải chật vật một hồi mới nhớ ra cái tên địa điểm mà Thủy muốn dẫn tôi đến chơi. Vì từ bé tới giờ chưa bao giờ nghe thấy một thứ gì gọi là tứ hợp viện. Một cái tên nửa tây nửa tàu, trắng đâu vào đâu. Không hiểu sao Thủy và bạn bè của cô lại biết đến nơi này mà mò tới. Bà lão kia dường như cũng bị cái tên đó làm cho tò mò. Bà quay phát lại hỏi tôi. Cái gì cơ? Tứ, tứ hợp viện? Đã, đã 10 năm rồi hay sao? tôi chớp mắt mấy cái rồi ngơ ngác đáp à, à, vâng ở tứ học viện à làm sao thế hả bà tôi vừa dứt lời thì chợt phát hiện ra không chỉ có bà ta mà cả chuyến xe đều quay đầu lại nhìn tôi ánh mắt thận thở lạc thần ngơ ngác đến độ hoang mang một số người còn len lén nhìn như đang rình trộm cái ánh nhìn đấy khiến tôi khó chịu quay lại với thủy nhưng lập tức cũng bị thủy gắt nhẹ anh đi đến chỗ xa chỗ lạ thì bé bé mồm thôi Đừng có lúc nào cũng oang oang lên như thế chứ Tôi hơi giật mình vì phản ứng của người yêu Bởi chưa bao giờ Thủy tỏ ra gắt gỏng với tôi như vậy Nhưng tôi cũng tự thấy mình sơ ý Nên cười trừ khẽ đáp Anh biết rồi Anh sẽ rút kinh nghiệm Nàng không nói gì Chỉ đưa mắt liếc nhanh bà cụ và hành khách trên xe Rồi lại nhìn ra ngoài cửa Như đang sốt ruột một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà sàn khá rộng, nhưng trên cổng ghi lù lù dòng chữ Nhà Văn Hóa. Thì ra, đây cũng là địa điểm trung chuyển, đón bắt xe của cả bạn tầm nưa. Tôi gật gù đoán ra rồi xuống xe, gọi với lên bảo với bác tài xế. Bác ơi, mở hộ cháu cái cốp xe, cháu lấy cái vali với ạ. Từ trong cương chiếu hậu tôi nhìn thấy ánh mắt của bác tài xế đưa ngược lại phía tôi. Đôi mắt giả nua dấu sau cặp kính trắng vẫn toát ra một vẻ lo lắng khác thường. Bác ấp ống nói nhưng không quay đầu lại. À, lấy uh, lấy đi, Thẳng phụ xuống giúp người ta đi. Nhanh lên, để tao còn đi tiếp. Sắp tối rồi, lại trời lại vật. Thủy còn loay hoay trên xe chưa xuống. Tôi thấy bác tài nhắc nhở cũng lật đật chạy thật nhanh. Phía sau tôi, anh phụ lái cũng nhảy xuống theo, vội vàng chạy ra hông xe mở cốp. Thái độ nhanh nhẹn ấy dù có vội vàng nhưng cũng hơi hấp tấp. Một sự hấp tấp như thế muốn tống hết cả đống hành lý của tôi xuống thật nhanh, làm tôi có phần bực bội. Đưa hết hai vali và một túi quần áo ra ngoài, gã phụ xe lại nhảy vội lên không nói năng gì. Tôi lắc đầu chán nản trước thái độ phục vụ của nhà xe, tự nhủ lòng sau này sẽ tự đi xe máy đến đây chứ không thèm đi mấy chuyến xe khách vừa đông người vừa bẩn thỉu này nữa. Còn đang loay hoay với đống hành lý, bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh lên vai khiến tôi giật mình, suýt thì hét lên. Nhưng hóa ra đó là bà già ban nãy. Tôi cau mày bực bội hỏi. Bà làm gì thế? Cháu giật cả mình. Đừng, đừng đến đó, đừng đến đó. Hôm nay là thời hạn rồi, 10 năm rồi. Tôi kinh ngạc chỗ mắt nhìn rồi bật cười thành tiếng Bà hay nhỉ Bọn cháu đi chơi mà đến nơi rồi không lẽ lại về Mà 10 năm là thế nào Sao lại 10 năm Kỷ niệm gì à bà Trong này có hội hè gì không à Tôi hỏi liền mấy câu nữa Nhưng bà lão không trả lời Chỉ lặp đi lặp lại một câu Đừng đi Về đi Đừng đến đấy Bà già còn đang nói dở Thì từ phía sau lưng giọng thủy vang lên Âm điệu khác hẳn ngày thường, không hề dịu dàng mà trái lại có phần hơi chanh chua như đe dọa. "Này, bà kia, có việc gì thế? Không thấy bạn trai tôi đang bận à?" Tôi thấy tình hình tự nhiên căng thẳng, cộng với thái độ bực dọc khác thường của Thủy mà giật mình, vội vội vàng vàng cười cười xoa dịu bầu không khí rồi bảo: à, "À, có gì đâu, anh hỏi đường bà cụ thôi. Em đi xem mệt hay sao mà gắt thế?" Rồi tôi quay sang phía bà lão Còn mày Cố giấu mặt không để Thủy trông thấy Cháu cảm ơn bà nhé Em biết đường Anh không phải hỏi ai cả Nhanh lên không trời tối bây giờ Mỗi lời Thủy nói như một mệnh lệnh Bình thường nàng luôn nhẹ nhàng dịu dàng Chẳng hiểu sao hôm nay Lại tỏ ra khó tính đến như vậy Thủy dứt lời cũng quay phát người đi trước bỏ lại tôi cùng hai cái vali kéo và một ôm quần áo lủi thủi bước theo. Bà lão nọ dường như chưa từng bỏ, nối gót níu lấy tay tôi rồi thả vào. Cậu hãy chờ đấy, phải thận cẩn thận trước khi bước chân vào đấy. Dứt lời, bà ta cũng vội vàng đi thẳng, dáng điệu sợ sệt e dè, không khác gì người phụ xe ban nãy, khiến trong lòng tôi bùng lên một sự lo lắng bất an mà khi ấy tôi chưa thể nào diễn tả lại được. Tôi cứ đi theo Thủy, tầm 2 phút sau dường như đã dịu cơn khó chịu, nàng mới quay lại, kéo giúp cho tôi một cái vali, vừa đi vừa tươi cười giải thích. Ở đây sát biên giới rồi, anh thấy dãy núi kia không? Ngày xưa thời 7980 đấy là một điểm cao mà quân Trung Quốc lam le chiếm đóng. Nghĩa là chỗ này chỉ cách biên giới Trung Quốc có chưa đến chục cây. Anh đến nơi xa lạ thế này phải cẩn thận Tốt nhất là tránh mọi giao tiếp với những người lạ mặt Không khéo lại bị bắt cóc Mọi nội tạng thì em mất chồng Thì vừa cười vừa nói Cũng làm tôi thấy đỡ lo Tôi biết nàng chỉ đùa thôi Nếu có bắt cóc thì bắt cóc ai khác chứ Bắt cóc tôi làm gì Nuôi chỉ tốn cơm Chúng tôi loanh quanh trên con đường nhỏ trong bản tầm 10 phút Ở đây quả thật rất thương người Mang tiếng là trung tâm của bản mà chúng tôi đi ngần ấy thời gian chỉ gặp vọn vẹn một hai căn nhà, điện đóm tối om, chẳng à, trông thấy một bóng người. Ngay cả đến con chó con mèo cũng không có. Mà đường xá ở đây thì à, vừa vòng vèo vừa dốc đứng, lúc lên cao khi tuột xuống, làm tôi chật vật vừa loay hoay với đống hành lý nhiều như núi, vừa vất vả cố gắng để không bị ngã, mà vẫn theo kịp bước chân pham pham của Thủy. Người yêu tôi xuất thân đồng bằng châu thổ sông Hồng mà không hiểu sao lên vùng đường núi này lại có vẻ còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn bình thường như thể nàng đã quen địa hình nơi này hơn cả ngoài thành phố đi thêm một quãng vượt qua thêm hai con dốc dựng đứng thì căn nhà hiện ra tôi cũng không biết có nên gọi đây là một căn nhà hay không nữa bởi lẽ nó quá to so với mức bình thường hoặc ít nhất là so với những căn nhà sàn ọp ẹp quanh đây thì như vậy ngăn cách giữa con đường mòn nhỏ bé phía trước và khuôn viên bên trong căn nhà là một bức tường cao chừng 3 mét trong bóng tối lờ nhờ giữa lúc trời xâm sẩm tôi vẫn thấy hiện lên một màu đỏ mờ mờ và trên đỉnh của bức tường cao có hình một cái mái hiên rất nhỏ bề rộng chỉ hơn một gang tay chìa ra lập bằng một thứ mái ngói cong bút Thủy và tôi đứng trước cánh cổng cũng sơn màu đỏ chói có hai cái đầu sư tử gậm vòng đồng một thứ dụng cụ để thay tay người gõ cổng hai ngọn đèn điện cấu tạo kiểu đèn lồng giả cổ gắn ở hai cây cột trống hai bên trước cổng cũng có chỉ ra một mái hiên cong vút xây dựng theo lối kiến trúc của trung quốc ngày xưa mà người ta vẫn thường hay chiếu trong các phim võ hiệp tôi thấy thủy tự nhiên đưa tay ra trước đẩy cổng mà chẳng cần gọi ai thì ngạc nhiên lắm tôi hỏi nàng ở hay cổng không khóa à sao em vào được thế Thủy quay lại nhìn tôi rồi cười bí hiểm Vào trong đi Anh đừng có hỏi nhiều mà mất cuộc vui này đấy Tôi nghe xong Người tự nhiên thấy lâng lâng Cảm giác như Thủy đã cố công cố sức Làm một việc gì đó để khiến tôi bất ngờ Nhưng vẫn còn úp úp mở mở Chưa chịu tiết lộ ra ngay Tò mò Tôi ném cái túi quần áo lên vai Rồi xách luôn cả hai cái vali Lao thẳng vào trong sân Không gian bên trong tối mịt Chẳng có chút đèn đóm nào khiến tôi hơi thận thờ thất vọng. Tôi quay lại nhìn Thủy, mặt nghệt ra hỏi nàng. Có, có, gì đâu? Ý tôi còn chưa nói hết, thì bụp một tiếng, cả một dãy đèn được thắp sáng trưng, vòng theo những cây cột nhà và rọi mở cả khoảng sân trước mặt. Khung cảnh hiện ra tráng lệ, đến độ suýt chút nữa thì tôi đã phải thốt lên vì kinh ngạc. Khuất sau một vài cái cột và sau những bức tường nhà Mấy bóng người nữa bước ra, vừa trông thấy mặt họ là tôi đã hiểu ngay tất cả những việc này, dường như là do Thủy đứng sau đạo diễn. Họ là bạn của người yêu tôi, nhóm bạn này có cả nam lẫn nữ, chơi với nhau rất thân. Mặc dù chính tôi cũng chưa gặp trực tiếp họ bao giờ, mà chỉ thấy người yêu tôi giới thiệu qua loa trên mạng. Đám bạn của Thủy từ từ tiến đến, vừa đi vừa vỗ tay chào mừng tôi như một vị đại biểu mới hoàn thành xong một khóa tu nghiệp 5 năm trở về cố quốc, được đồng bào trong nước hoan nghênh. Họ đến bên cạnh, kẻ bắt tay, người vỗ vai, có ông còn tỏ ra thán phục vì có cô người yêu tâm lý. Bạn gái của Thủy, người mà Thủy vẫn quen mồm gọi là bà Trùm, thực chất chỉ là một cô gái khá nhỏ nhắn, khuôn mặt tuy già trước tuổi, nhưng tuổi áng chừng năm nay cũng chỉ 25-26 như tôi. Chị ta tên là Thanh, Chị Thanh đến bắt tay tôi và bảo Rất vui được gặp em Thủy nó nhắc đến em luôn đấy Nhưng hôm nay mới cho phép bọn chị trực tiếp gặp Còn bé dở hơi làm gì cũng phải thời gian chuẩn chỉ Nó chưa đưa em về nhà đúng không? Tôi gái đầu cười khổ xác nhận Vâng chị ạ à. Chưa đủ 6 tháng thì chưa đưa về Em cũng sốt ruột lắm rồi Chị Thanh nhìn tôi tủm tỉm cười Tôi bất chợt đôi mắt chị ánh lên một tia nhìn kỳ lạ chị nói với tôi một câu đầy ẩn ý sốt ruột làm gì rồi đầu cũng sẽ vào đó cả thôi dứt lời chị quay gót bỏ đi theo sau lưng là hai gã thanh niên giúp tôi xách hành lý vào trong gian phòng mà họ đã chuẩn bị cho hai đứa chúng tôi từ trước đúng như cái tên của nó đây là một dãy nhà xây theo kiểu tứ hợp viện của người tàu thiết kế nhà tứ hợp viện là kiểu cấu trúc nhà cửa theo nguyên lý âm dương của trường phái đạo gia ngũ hành cân bằng lâu dài luân lý đạo đức và phong thủy tứ hợp viện còn được gọi là tứ hợp phòng là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng hoa bắc trung quốc với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng đông tây nam bắc thông thường gồm có nhà chính tọa bắc cửa quay ra hướng nam nhà ngang hai hướng đông tây và một căn nhà đối diện với nhà chính, bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là tứ hợp viện. Mùa đông ở tầm nơi này rất lạnh, mặt trời chiếu nghiêng, vì thế căn nhà tứ hợp viện phải được xây theo chiều rộng. Phòng bên nọ sẽ không che khuất phòng bên kia, tất cả đều được chiếu sáng khi có mặt trời. Tứ hợp viện ngăn cách với bên ngoài, tất cả cửa sổ đều mở về hướng sân viện, đây là biện pháp tốt để ứng phó với cái lạnh của nơi đây toàn bộ tinh thần của tứ hợp viện nằm trong chữ hợp nó khiến rất nhiều yếu tố bao gồm yếu tố tinh thần và vật chất hợp thành một thể khiến các thành viên cũng hợp vào một thể thống nhất tôi dĩ nhiên từ trước đến giờ chưa được trông thấy kiểu kiến trúc đặc biệt thế này nó khác xa với những căn nhà của nông thôn đồng bằng bắc bộ và cũng chẳng có gì giống với những căn nhà sàn của bản tầm nưa vì thế mà tôi chỉ biết há hốc mồm Nghe như nuốt lấy từng lời của Thủy Nàng tung tăng đi trước tôi Chỉ chỗ này trỏ chỗ, chỗ kia Như thể muốn khoe hết ra cho tôi Thấy toàn bộ không gian rộng lớn thanh thang này Khu nhà chìm trong bóng tối Chỉ được thắp sáng bằng sãy đèn lồng đỏ Treo lên cột nhà Đi hết khoảng sân rộng mênh mông Chúng tôi chuyển sang một hành lang khá tối Hướng khoảng trống ra sân Còn bờ tường bên cạnh che kín mít ở trên đầu cũng có một mái hiên cong vút chìa ra có lẽ là để che bớt nắng gió và những kiểu thời tiết khắc nghiệt của vùng này dãy hành lang ấy khá dài và tăm tối tôi để ý cứ mỗi hai cây cột trống người ta lại bố trí một ngọn đèn lồng nhưng dường như cũng không đủ sức sáng để soi lên cảnh vật mọi thứ cứ tù mù tăm tối khiến tiếng nhạc ngoài sân đám bạn của thủy vẫn chơi inh ỏi bên tai tôi nhưng tôi lại có một cảm giác hoàn toàn không vui Nếu không muốn nói là hơi hơi lo lắng Thủy vừa đi Vừa níu lấy tay tôi Kéo tôi về một góc phòng trước mặt Nơi mà hai gã bạn của nàng Vừa mới kéo đống vali của chúng tôi cất vào Trời quá tối Nên tôi không đếm được chính xác Có bao nhiêu phòng ở đây Nhưng hình như gian nhà này Không chỉ là một nơi để ở bình thường Mà còn là một căn nhà trọ thì phải Bởi lẽ ở đây có quá nhiều phòng Tôi ước lượng từ nãy giờ Hai đứa chúng tôi đã đi qua tám chín cánh cửa Mà dãy hành lang này vẫn còn kéo dài chưa dứt Và chưa kể đối diện chúng tôi Cũng là một dãy hành lang có số lượng phòng tương tự thế Khá ngạc nhiên tôi quay sang hỏi Thủy Ở đây rộng thế em nhỉ? Có bao nhiêu buồng tất cả thế? Nàng không nhìn tôi nhưng cười cười vô tư đáp Em chẳng biết hai ba chục buồng gì đấy không tìm được chỗ nào giống thế này đâu. Nàng đang nói thì vội tránh ra để hai người bạn của nàng đi ra khỏi cửa. Họ đã giúp chúng tôi đặt cái vali cạnh giường, rồi cứ thế lúi húi bước đi. Tôi có chào họ cũng không hề đáp lại. Thoáng ngạc nhiên tôi nói nhỏ. Người đâu mà lạ thế, chẳng lịch sự tí nào. Cái gì cơ? Anh nói chuyện với ai thế? Thủy nghe thấy câu thì thầm của tôi nên lập tức quay phát đầu lại hỏi, khiến tôi cũng giật mình đánh thót một cái. Chẳng hiểu vì sao từ chiều nay đến giờ, người yêu tôi dường như thay đổi hẳn, không còn là cô gái nhu mì dịu dàng như trước. Đổi khác hoàn toàn phản ứng với mọi chuyện, đều có một thái độ cực kỳ gai gắt. Tôi không muốn làm mất cuộc vui nên đành nhẹ nhàng bảo. Không có gì, anh à chào bạn em nhưng không thấy người ta chào lại nên thấy hơi kỳ cục thôi. Chắc họ không quen, tí làm chén rượu có khi lại vui vẻ ngay ấy mà thủy chỉ hừ một tiếng không trả lời tôi thành ra tôi lại thẫn thờ đứng nhìn nàng bước thẳng vào trong tôi lững thững đi theo trong lòng có chút hơi khó chịu vì thái độ khác lạ của nàng tôi theo thói quen sở tay lên hai bậu cửa rồi luồn luồn vào trong tường để tìm công tác điện nhưng chẳng có gì cả bức tường gạch trống trơn chỉ có mỗi khung cửa sổ trơ trọi làm bằng gỗ tôi ngơ ngác nhìn thủy toàn lên tiếng hỏi thì đã thấy nàng mở nắp cái chụp đèn dầu ra rồi châm lửa tôi ngơ ngác hỏi ở ở đây không có điện à em sao lại đốt đèn dầu thế kia thủy không nhìn tôi mà vẫn chăm chú dõi mắt vào ngọn lửa trong đôi mắt nàng bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lùng sắc lẹm làm đôi đồng tử tự nhiên sáng ngời nhưng đen thăm thẳm sâu hun hút như nuốt hồn người anh không thấy ở đây toàn dùng đèn lồng thắp nến đấy à? Tôi nghe em nói, ngó đầu nhìn ra ngoài cửa. Tôi cố tình đẩy một cái đèn lồng nhìn xuống dưới đáy. Quả thật, đèn lồng ở đây dùng nến thắp. Thảo nào ánh sáng hắt ra lại yếu ớt bập bùng đến thế. Ấy vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng ở đây thắp điện. Vừa bước quay trở vào phòng, tôi đã chán nản lên tiếng bảo. Thắp nến như thế, lỡ chẳng may cháy nhà có mà chết hết. Không để tôi nói hết, Thủy đã trợn mắt lườm tôi rồi nói như mắng. Anh ăn à nói linh tinh gì thế, vừa mới đến đây chơi đừng có mà gở mồm. Loại người đâu ra mà vô duyên thế không biết được, sáng không đánh răng à? Tôi thẫn thờ chết lặng nhìn Thủy. Nàng từ lúc đặt chân đến đây đã đổi hẳn thành một con người khác. Có điều gì đó đã xảy ra mà tôi không biết hay chăng? Hay trên chuyến đi, tôi đã làm gì để cho nàng phật ý? còn đương giữ trong đầu cả một trời thắc mắc thì một tiếng gõ cửa cất lên rồi một khuôn mặt quen thuộc ghé vào tươi cười bảo hành chị ở đã xong hết chưa chuẩn bị đi thôi cả nhà đang đợi cơm ngoài kia rồi đó là thanh bạn của thủy chị ta chẳng biết từ khi nào đã đến đứng ngay trước cửa nhẹ nhàng như một cơn gió khiến tôi thoáng giật mình thủy lập tức đổi ngay sắc mặt chạy đến cầm tay thanh rồi tiếu tít bảo Chị em mình đi trước đi Để kệ anh Huy Lát nào anh ấy đi sau mình cũng được Anh ơi Anh cất hộ em mấy cái vali nhé Hai chị em lâu quá rồi không gặp nhau Đi ở tâm sự riêng tí đây Và cứ thế tôi loay hoay cắm cúi trong buồng Với đống quần áo của nàng Một lúc sau thì nhập tiệc Tham gia vào bữa ăn được tổ chức ngay trên sàn nhà chính Thực đơn hôm ấy là món lẩu dê Trận đời tôi chưa bao giờ được ăn lẩu dê Nên cứ suýt xoa gắp hết miếng này sang miếng khác. Bạn của Thủy cũng giống tôi, hình như họ đói lắm hay sao thì phải. Vì đến tận khi tôi đã buông bát đũa, chỉ ngồi tỉ tê tâm sự cùng cốc rượu nồng thì vẫn thấy đám bạn của Thủy. Người chan kẻ múc, Thanh thì đang liên tục gắp thịt dê nhúng vào trong nồi, rồi khuấy, rồi chấm, rồi nhai rau ráo. Cứ thế, nhúng khuấy chấm nhai, nhúng khuấy chấm nhai liên tục. Mái tóc dài của Thanh thi thoảng còn xóa ra, chấm cả vào nồi nước lẩu đang sôi sùng sục thế nhưng thành vẫn chẳng hay để ý tôi trố mắt ra nhìn thấy trên mép của chị ta dính bê bết mắm tép mắm tôm đủ loại mà phát tởm chẳng bù cho lúc chiều nay đón hai đứa chúng tôi thành ăn mặc gió lộng lẫy sang trọng ấy thế mà ngồi xuống mâm lại ăn uống trông tởm thế kia tôi không dám để ý lâu vì không muốn chính mình ăn mất ngon tôi quay sang nhìn thủy rồi giật mình chết lặng khi thấy nàng cũng đang xì sụp chán húp không ngừng nghỉ giống hệt đám bạn của mình thịt dê quả thật là rất ngon nhưng hơi dai dai sần sật mùi vị hết sức khác lạ không hề giống thịt chó hay như thịt lợn bình thường nhưng tôi vốn là thằng khỏe răng mà ăn một lúc đã thấy nhai phải mỏi mồm chẳng hiểu vì sao người yêu tôi và đám bạn của nàng lại có thể ăn nhai ngấu nghiến nhiều như vậy thậm chí mấy gã con trai còn không có thằng nào chịu cầm chén lên uống rượu có lẽ ngay từ đầu bữa họ đã uống đủ nhiều nên giờ thì phải tập trung ăn cho bụng dạ đỡ cồn cào. Tôi thấy thế thì cũng chán. Chẳng hiểu đám người này ăn chơi với nhau kiểu gì. Ngồi một mình nhặt mấy miếng xoài xanh uống điều sách rồi lật đật về giường nằm ngủ. Kệ luôn cô bạn gái xinh đẹp của mình ngồi lại bên mâm lầu. Rượu này theo như một người bạn trai trong nhóm thủy tâm sự thì nó có nguồn gốc từ đỉnh mẫu sơn của Lạng Sơn. Đây không phải thứ tiểu ủ men lá hay ngâm các loại cỏ cây như của đồng bào Tây Bắc Mạn Lào Cai, Sơn La. Thứ rượu này thuần túy chỉ là rượu trắng, uống vào ban đầu rất êm, rất nhẹ. Nhưng khi tôi đứng dậy về buồn thì đã thấy người lão đảo trao nghiêng. Bà bốn lần đi vấp chân suýt ngã. Lần cuối cùng khi tôi lúi húi bám vào một cây cột nhà thì bất ngờ trước mắt tôi xuất hiện một bóng người. Cái bóng ấy nghiêng ngả, méo mó vặn vẹo đến độ dị thường nhưng khi ấy tôi đã quá say chẳng biết gì là hư là thực cứ thế cắm đầu cắm cổ lảo đảo chật vật bỏ lết về phòng đầu tôi đau như búa bổ hai mắt hoa lên làm mọi vật cũng cứ thế mà xoay vòng vòng cái bóng người trước mặt tôi cũng quay tít liên hồi khuôn mặt nó giống như một nồi cám đặc bị người ta dùng đũa cả mà quấy tròn lên méo sạch đi một cách dị thường tôi lúc lắc đầu để xua bớt đi hơi men trong người cố nhìn kỹ kẻ đứng đối diện mình dù không biết đó là ai Nhưng rồi tôi bỏ tay Mặc kệ bỏ về phòng Mới chỉ lết đi được mấy bước Thì tôi thấy từ phía sau lưng Tiếng một người đàn bà luống tuổi vọng lại âm vang kỳ quái Đi đi, đi đi, đừng ở lại đây Tôi quay phát lại Toan nhìn xem người đàn bà ấy tại sao lại nói thế Nhưng bước chân loạn choạng luống cuống vì quá say của tôi bị mất đà khiến tôi chuối người ngả lặn xuống đất khi lồm cồm bỏ dậy ngẩng đầu lên thì chẳng thấy người kia đâu nữa có lẽ thấy tôi quá say nên người ta mới nói như vậy đây không phải là người đầu tiên nói với tôi những điều này cả bà lão ở trên xe lẫn thái độ của bác tài và anh phụ lái đều khiến tôi có một cảm giác khá lạnh lùng về căn nhà nguy nga rộng rãi này rồi giờ đây là cả bà già này nữa chẳng hiểu vì sao người ta cứ liên tục nhắc nhở tôi nhưng câu hỏi của tôi đã được giải thích ngay khi tôi mở cửa bước vào buồng trên cây cột gỗ ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng chiếu xuống nhuộm đỏ cả cảnh vật xung quanh như thể phủ lên chúng một màn lụa máu cánh cửa buồng vẫn giữ nguyên lớp sơn đỏ chói và những tấm kính mờ đặt làm từ các nước tây âu mang về lắp đặt vẫn trang trọng đặt sau liếp gỗ tôi đưa tay mở cánh cửa ra nhà chính rồi loạng choạng mò vào trong dùng bật lửa để sẵn trong túi quần châm lên từng ngọn đèn dầu cho không gian sáng lên một chút mọi sự đến lúc này vẫn đang bình lặng như tờ chỉ có điều cảm giác ma quái âm u chẳng biết từ lúc nào đã xâm chiếm tâm hồn tôi nhanh chóng từ gian phòng khách nơi bày biện chàng kỳ tủ thờ tôi lảo đảo đi sang gian buồng ngủ tràn chiếu vẫn gặp gọn gàng nhưng lạ một điều căn buồn kín gió Mà không rõ vì sao chiếc màn trắng lại đung đưa lay động như có người đang ngủ bên trong Vạn mình cửa quậy Cố lắc đầu để xua đi những hình ảnh kỳ quái Có lẽ vì men rượu Tôi vươn tay vặn cho cây đèn dầu Đặt trên bàn phấn lớn lên đôi chút Chiếc đèn để ngay trước một cái gương Có lẽ trước đây là nơi Người chủ cũ ngày ngày trang điểm Bố trí xong xuôi Tôi mệt mỏi lên giường Xoa xoa đôi chân lấm lem bụi đất vào nhau rồi đặt lưng xuống nghỉ ngơi không biết rằng trong chiếc gương kia một đôi mắt ma quái đang liếc nhìn theo từng cử động khi tôi mới chỉ đặt mình nằm được một lát đôi mắt mệt mỏi bắt đầu chịu nặng nhưng còn chưa kịp cụp xuống để nghỉ ngơi thì chiếc đèn dầu đặt trên bàn phấn bỗng chập chờn chớp tắt tôi giật mình thấy động bèn lồm cồm bò dậy ngoái cổ lại nhìn ánh đèn leo lét tưởng chừng sắp vụt tắt đến nơi bỗng đột nhiên bừng sáng lên một ánh xanh ma quái ngay lúc ấy một cơn gió từ đâu kéo tới thổi tung cánh cửa sổ khiến nó đập mạnh vào tường tiếng gió rít lên như giận dữ nhưng lại lẫn trong đó là một tiếng khóc nỉ non ai oán đến kinh người tôi bắt đầu run đẩy sợ hãi có rúm người lùi lại vào một góc giường cả thân thể gầy còm cũng run lên bần bật sự kinh hoàng ma quái nương theo làn âm phong ảo ảo kéo đến bao trùm khắp căn buồn ngủ. Khi tiếng gió rít thê thảm, lạnh người vừa chấm dứt, thì lại tiếp tục là một tiếng hát réo rắt, méo mó như tiếng ca kỹ của hí trường đang cất lên một đoạn ca trù. Nhưng giữa màn đêm giá lạnh, cái âm điệu ấy khiến người nghe phải rụng rời kinh hãi. Chúng giống như được phát ra từ một đĩa hát lỗi nhịp, cứ giật giật méo mó, liên tục lặp đi lặp lại theo một cách ma quái hãi hùng lời ngâm nga như vang vọng từ một cõi u minh xa thẳm lại văng vẳng xen lẫn tiếng khóc tiếng cười điên loạn tôi kinh hãi há hốc mồm trợn trừng con người ánh mắt nháo nhác hoảng loạn đưa ra tứ phía trong cơn kinh hãi tột cùng tôi đứng bật dậy nhau mình qua cánh cửa bộ vụt ra gian nhà khách để thoát khỏi căn buồng ngủ vẫn văng vẳng tiếng hét mà quái giận người kia Đôi chân luống cuống loạn trọng vì men rượu chưa tan ngấm của tôi Chỉ lao ra được hai ba bước Thì đã ngã vật ra sàn nhà Nhưng tứ chi vẫn vùng vẫy Cố thoát ra ngoài cửa Tôi muốn đi tìm Thủy và đám bạn của cô Vì trong thoáng chốc Lấy lại được sự bình tĩnh Tôi vẫn còn tưởng rằng tất cả Chỉ là một trò đùa ác ý Chặt vật lắm Tôi mới run rẩy lao được ra ngoài Nhưng không gian khu tứ học viện Đặc quánh đến dị thường không có một tiếng động không có một âm thanh cả tiếng hát ca trù kỳ dị ban nãy cũng không còn nữa và dĩ nhiên tiếng ăn uống ban nãy xì sụp cất lên từ gian nhà cũng im bặt trả lại một khung cảnh hài hùng đến lặng ngắt như tờ tôi giận cả người vịn tay lên những bờ tường những cây cột trống vội vã tiến lên nhà chính để tìm thủy tôi cần kể lại cho nàng nghe tất cả những chuyện này hỏi xem nàng có biết gì không Mặc dù trong đầu vẫn loáng thoáng men say Nhưng tôi vẫn đoán rằng Thủy và đám bạn nàng ra ngoài sân sau để rửa bát Bởi thế mà tôi lại lảo đảo Lết đi từng bước Mặc dù sự sợ hãi vẫn còn vây bùa trong người Vừa mới bước một chân cánh cổng Thủy Hoa ngăn cách nhà trên nhà dưới Đập ngay vào mắt tôi Là một người con gái đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lúc nào Tôi giật mình nhưng cũng vội lên tiếng hỏi chị chị thanh đấy à nhưng người đó không trả lời đến lúc này tôi mới nhận ra toàn thân nó dán nhằng nhịt cái lớp giấy xanh xanh đỏ đỏ chứ không phải là áo hay quần nhiều chỗ ngâm nước đã rã rời ra như một hình nhân bồi bằng giấy mặc dù thế nhưng đó vẫn là khuôn mặt của chị thanh trên khuôn mặt với làn da trắng bạch lại còn vẽ hai vệt son đỏ Chói trên má đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn xuống tôi đã sợ hãi ngồi về trên nền đất từ bao giờ bỗng cái đầu của chị thanh hơi gật gù như vừa mới cử động nhưng cẩn cổ vừa cúi xuống thì lớp da trên mặt rời luôn ra rồi bịch xuống đất để lộ một cái đầu lâu trắng ợn đã bị lóc hết thịt chỉ trở lại mỗi hai con người vẫn còn nguyên trong hốc mắt Lớp da từ từ rửa ra như thịt người phân hủy Theo đó cả bộ xương còn bê bết máu cũng lộ ra Tình cảnh đã kinh hoàng còn trở nên rùng rợn hơn Khi cả cỗ hải cốt ấy bỗng nhào vào Đổ ụp xuống người của tôi Tôi nào đâu tránh kịp Bị cả bộ xương đè lên người Chỉ biết dãy rủa vẫy vùng hét lên kinh hãi Giữa cơn hoảng loạn Tôi cảm giác như mình đang từ một bể cao Rồi bịch xuống dưới Lưng chạm nền nhà đau điếng Tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ Mọi thứ chỉ là một giấc mơ Tôi vẫn nằm ở trên giường ố ớ hoặc loạn thế nào rồi mới lăn luôn xuống đất cũng may nhờ vậy mà tôi mới tỉnh lại và đoán chắc rằng mình uống quá say rồi mộng mị toàn điều kỳ quái thế nhưng còn chưa kịp chấn tĩnh tinh thần thì trên chiếc bàn trang điểm ngọn đèn dầu lại bùng lên một sắc xanh ma quái trong tôi như bùng lên một sự cảm chẳng lành y như thể biết trước được những việc có thể xảy ra tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo ở trên tay cái đồng hồ hiệu Casio hàng xịn 100%. Thứ duy nhất giá trị trên người tôi lúc này, nhưng đã tịt ngón Dù tôi chắc chắn rằng mình chỉ vừa mới thay pin chưa đầy một tháng. Hạ hốc mồm kinh ngạc, tôi không biết chính xác lúc ấy đã mấy giờ, nhưng thấy trời vẫn tối. Ngọn đèn dầu tỏa sắc xanh ma quái rọi sáng cả chiếc giường, nhưng thủy không nằm đó. Người tôi bỗng dưng nổi đầy gai ốc, đầu vẫn còn choáng váng nhưng men rượu vì nỗi sợ bất thường đã tan đi gần hết Tôi bà chân bốn cẳng lao thẳng ra ngoài Đôi chân tôi vừa chạm đất Thì cánh cửa buồng phía sau lưng cũng bị đóng sầm ngay lại Từ trong gian phòng ngủ Tiếng cười tiếng khóc Và những âm điệu của bài ca chủ ma quái Lại phát ra lạnh lót Khiến tôi chết điếng cả người rụng rời kinh hãi Tôi gạo lên giữa không gian vắng lặng Lạnh lẽo đến dùng mình Thủy, Thủy ơi, em ở đâu? không có tiếng ai đáp lại cả khu tứ hợp viện rộng mênh mông phủ trùng một màu tử khí bộ vây tôi đến gần như nghẹt thở tôi băng mình lao đi trên dãy hành lang vừa dài vừa tăm tối mà xế chiều nay người bạn của thủy đã đưa chúng tôi đi thế nhưng tôi sững người chết lặng đứng chắn ngay trước đường đi là một gã thanh niên cũng chính là người mà chiều nay sách vali dẫn đường cho tôi và thủy từ trong cái miệng há hốc của gã hàng chục con rán to tướng nâu bóng đang bò ra bò vào. Cái bụng của hắn không rõ vì đâu lại phình to bất thường. Lớp da dạ bụng khi nãy còn căng trướng, nay bụng nhùng lúc nhúc chuyển động. Quá hãi hùng, tôi kinh hãi bật ngửa ra sau, chân tay cuống cuồng bỏ lùi trên mặt đất. Từ trong bụng của gã thanh niên trẻ, hàng trăm con rán nhùng nhúc lộn ngộm đục lỗ chui ra. Lớp da dạ trên cơ thể bắt đầu sùi lên, xuất hiện những hố lỗ nhỏ như đầu đũa, kèn dày xin xít nhau như tội địa. Từ trong đó, lũ giỏi bỏ trắng ẩn, toàn thân tròn lặn cũng lúc nhúc bỏ ra ngoài. Toàn bộ nội tạng của gã thanh niên đã trở thành thức ăn cho đàn côn trùng loài bỏ. Sau khi chúng chui hết ra ngoài, ổ bụng và khoang ngực của hắn cũng liền xẹp xuống. Một cái xác không còn gan ruột tim phổi. Và ngay lúc này, cái xác ấy đang đứng trước mặt tôi, chắn ngang lấy lối đi trên hành lang dài tít tắp không để tôi tìm đường thoát thân khỏi say tứ hợp viện kinh dị này. Há mồm ra rộng ngoác, hàng đàn rán con to con bé cũng từ ấy chui ra. Chúng rơi bỏ lên trên mặt gã thanh niên, thậm chí có con rơi xuống đất, rồi bị hắn vô tình dẫm phải, kêu lên lép nhép. Gã thanh niên không mặc quần áo, chỉ có mỗi một cái quần lót đen, vì thế cả phần ngực bụng của hắn đều lộ lộ ra trước mắt. Từ những lỗ nhỏ trên da đang ổng ộc rỉ ra từng dòng chất lỏng màu vàng xanh như đầm đãi lại bốc mùi tanh thối nồng nặc ghê người lợm giọng cũng từ trong những lỗ nhỏ ấy thỉnh thoảng lại rơi vãi ra vài con giòi trắng ợn béo múc một số rơi xuống bám vào lớp vải một số thì vẫn đang lủng lẳng bám trên miệng vết thương mải mê cán rẽ cho những cái lỗ ngày một rộng ra sững sờ mất một hồi Đến khi cái thi thể ma quái của gã thanh niên chỉ cách tôi vài sải chân, tôi mới bàng hoàng sực tỉnh. Tỉnh thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng tôi lúc này chỉ như mảnh treo chuông, không suy nghĩ gì hơn. Tôi quay lưng bỏ chạy. Tiếng hét ẩm mỹ cả khu nhà mà không hiểu vì sao chẳng ai nghe thấy. Dường như tất cả mọi biến cố đang xảy ra tại nơi này đều bị một thế lực tả ma phong ấn lại, không thể nào thoát ra ngoài. Có lẽ cả tôi và Thủy cũng đã cùng chung số phận. Định lao người chạy trốn, những đôi chân luống cuống và vấp vào nhau khiến tôi ngã sóng xoài trên nền đất. Hoàng hồn kinh hãi, tôi quay đầu nhìn lại, thì cái thi thể của gã thanh niên đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại trong không gian một mùi hôi tanh khủng khiếp như tử thi thối giữa lâu ngày. Thất thần biến sắc mà tôi lạnh cứng không còn hồn phách, ú ớ như không hiểu vì sao bóng ma ấy lại biến đi tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi cái xác của gã thanh niên đột ngột biến đi chỉ như một làn gió khiến tôi rùng mình ớn lạnh giữa lúc còn đang bần thần chết lặng thì ngay bên tay tôi tiếng hát ả à đào lại cất lên nỉ non ai oán như một người đột xuất cầm phải sợi dây điện hở tôi giật mình quay ngoắt lại từ sau lưng xuất hiện một bóng người lù lù đứng ngay bên cạnh lớp da dạ trên người nó lở toác ra còn cái miệng của kẻ đó cũng nứt ra rộng ngoác từ bên trong máu và dịch thể đang ồng ộc tuôn ra theo những lời hát thảm thiết thê lương tim tôi như nghẹn cứng lại lồng ngực tôi như có một phiến đá khổng lồ chèn lên đè nghiến xuống tôi vẫn còn kinh hãi ngồi bề dưới đất ánh mắt thất thần thất sắc khuôn mặt cắt không còn giọt máu chăm chăm nhìn lên thân thể đang từ từ lướt đến gần thế nhưng giữa lúc sinh tử giằng co một sức mạnh từ sâu thẳm bên trong bỗng đột ngột trào lên thúc giục tới vùng dậy chạy thoát bà trần bốn cẳng lao đi như tên bắn vòng theo khoảng sân gạch bên cạnh băng người lăn ra nền đất tìm cách để thoát ra ngoài còn chưa chạy được bao xa phía sau tôi bỗng cất lên một giọng nói thê lương đau đớn cứu cứu em với anh huy ơi anh ở đâu cứu em đó là tiếng của thủy tôi giật mình dừng khựng lại giữa sân trong thâm tâm tôi tự nhiên bùng lên một sự cảm chẳng lành tiếng kêu ai oán này rõ ràng là giọng thủy nhưng có điều gì không đúng lắm có cái gì đó làm tôi chú ý nhưng trong lúc tình thế vô cùng cấp bách khẩn trương tôi chẳng thể nào có thời gian mà suy nghĩ cứ như thế lao theo tiếng hét thất thanh mà tìm đường cứu cô người yêu đang gặp nạn tôi đã chạy đến bức tường ngay sát cổng thủy hoa nơi có cảnh cây xoan đào đang chĩa cảnh lên mái ngói đang định phi thân lên tường để nhảy ra ngoài sân trước chạy theo tiếng gọi của người yêu tôi một lần nữa lại chết sững người toàn thân bùn rùn bởi ngay trước mặt tôi trên cảnh cây lủng lẳng một cái xác chết treo đang đùng đưa theo từng cơn gió khuôn mặt nó tím bầm sưng phù lên vì tụ máu cặp mắt trợn trắng lồi hẳn ra như muốn rớt khỏi chồng cái lưỡi thẻ dài ra khỏi đôi môi đen xì căng mọng cần cổ của thi thể đã bị kéo dài ra cả gang tay càng làm cho cái xác thêm vẻ ma tà ghê rợn kẻ treo cổ trên cây xoan đào đêm nay chính là một người bạn của thủy người con gái ngồi ăn ngay cạnh chị thanh dường như tất cả bạn bè của thủy đều gặp nạn nhưng có chuyện gì đã xảy ra thì tôi không thể nào hiểu nổi bản năng trong tôi liên tục lên tiếng thúc giục tôi chạy trốn và lời nhắn nhủ của bà lão trên xe, của người tài xế và anh phụ lái cũng cứ liên tục hiện lên trong đầu, như thông báo cho tôi một chuỗi những biến cố kinh hãi chỉ mới bắt đầu. Người treo cổ đang đung đưa trên cành cây, cái đầu đang cục xuống bỗng dưng quay ngoắt lại, chừng đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi. Tôi kinh hãi đến bàng hoàng như mất hết thần khí, ba hồn bảy phía chắc cũng đã bay biến hết từ bao giờ nên dù cái xác chết treo có cử động tôi thì vẫn chết chân tại chỗ cơn hoảng loạn ban đầu còn chưa kịp ngôi ngoai thì cái xác của người con gái ấy đột nhiên rơi bịch xuống sợi dây như có người dùng dao chém đứt vẫn còn đang quanh quật tứ bề tôi đã lấy lại được bình tĩnh biết không thể theo lối cũ mà thoát ra ngoài nên cuống cuồng định quay đầu chạy ấy vậy những đôi chân còn chưa kịp nhấc lên thì bàn tay của người kia đã thình lình chộp xuống Nằm ngón tay như những mũi dao Cắm chặt vào bả vai của tôi đau buốt Tôi rú lên kinh hãi Tâm trạng càng hốt hoảng dãy rủa Vẫy vùng Hỏng thoát ra Thì bàn tay phía sau lưng như hiểu ý Lại càng lúc càng siết chặt Cố hết sức Tôi nghiến răng Giật tung cái lớp áo cộc mỏng manh Cơ thể tôi nhờ thế mà vùng thoát được bóng ma treo cổ Phía sau lưng Những tiếng rú kinh hoàng vẫn thét lên như điên dại Họa cùng những trận gió đông cuốn theo mưa phùn lạnh giá, quất thẳng vào mặt và người tôi. Khu tứ hợp viện quỷ quái giờ này như một mê cung không lối thoát, trùng trùng bụa vây là những vong linh kinh dị, hiện lên để đòi mạng một kẻ liều lĩnh ngu dại, tự nhiên đem thân vào chỗ chết. Nhưng tôi vẫn còn thủy, tôi vẫn còn hy vọng rằng sẽ có cơ may để thoát khỏi đây. Giữa lúc bản chân còn đang cuốn cuồng đạp đất, thì tiếng kêu cứu của thủy lại cất lên cứu cứu em với anh huy ơi anh ở đâu cứu em anh đây giời ơi em ở đâu thủy ơi tôi rú lên vì kinh sợ giọng nói của mình lạc cả đi đến chính tôi cũng chẳng còn nhận ra được nữa nhưng tiếng của thủy thì vẫn đều đều nhưng lúc này lại chẳng phải cất lên từ ngoài sân trước mà đã văng vẳng từ phía sau lưng cuối dãy hành lang mà vừa bát nãy tôi mới thoát được ra em ở đây cứu em với chúng chúng nó làm sao thế này tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vội vã lao theo tiếng kêu của người tình nhất định không để nàng chết ở đây mặc cho những thứ quái sự dị thường vẫn cứ đang diễn ra bên cạnh không có lời giải thích cố xác định vị trí của thủy tôi vừa chạy vừa hét thật to để chờ tiếng thủy trả lời em ở đâu Thủy ơi, em ở đâu? Tiếng hô ẩm ý cả một góc trời, thế nhưng không như tôi dự đoán. Các căn phòng trong khu tứ hợp viện cứ đóng cửa im im. Tôi chạy đến một phòng gần nhất, đập tay thật mạnh lên cánh cửa, rồi gào lên trong sợ hãi. Thủy ơi, em có trong này không Thủy? Cánh cửa cứ chờ chờ im lìm, không có dấu hiệu nào chứng tỏ có người ở trong đang ngủ. Tôi lại vội vã chạy sang những căn phòng khác, nhưng dĩ nhiên đều chẳng có một ai đáp lời Dừng lại ở một cửa phòng Tôi quyết định rồi lùi người ra sau Húc thật mạnh lên tấm gỗ Cánh cửa không suy chuyển Nhưng miếng kính mờ nứt ra rồi vỡ vụn Ghé mắt vào trong quan sát Tôi chợt bùn rùn lạnh người Hỡi ôi Căn phòng chiều nay rõ ràng vẫn sáng đèn Vẫn có bóng người lui tới Thì nay bóng trống hơ trống hoác Bụi đóng ken dày Mạng nhện răng khắp nơi như một căn nhà mồ hoang lạnh bật lùi người ra sau tôi chạy về phía cuối dãy hành lang kiểm tra từng phòng một ngay trước khi đến cánh cổng thủy hoa cuối nhà nhưng cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi sững người chết lặng cánh cổng thủy hoa sẩm tối bước vào vẫn còn đỏ sơn chói lọi trang trí rực rỡ với hai ngọn đèn lồng treo cao hai bên thì nay đã nứt nẻ khô khốc lớp sơn màu mè biến mất thay bằng từng mảng gỗ bóng chóc mục ruỗng ra vì mối mọt kinh hãi quay người vào sân tứ hợp viện chạy vào gian phòng tối nay tôi nằm nghỉ hiện ra trước mặt tôi là một căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi bặm chiếc giường tôi nằm ban nãy vẫn còn in dấu vết lưng áo tôi ở trên lớp đất thế này là thế nào tại sao cả dãy trọ sang trọng ban chiều bỗng trở thành một khu nhà hoang không có người trú ngủ chưa tin vào mắt mình tôi nhặt lấy một viên gạch lần lượt đập vỡ từng tấm kính mở treo trên cửa các gian phòng khác. Quả thật, khu tứ hợp viện hơn hai chục gian nhà này đều đã bị bỏ hoang rất lâu, không có người đến ở. Vậy là từ chiều tối đến giờ, hai người bị dẫn dụ vào khu nhà ma này mà không ai biết hay sao. Tại sao Thủy lại muốn mình vào đây? Cô đã từng đến đây chơi một lần rồi cơ mà. Chẳng lẽ không phát hiện ra những điều này? Mọi suy nghĩ trong tôi đều xáo trộn xung quanh tôi chỉ còn lại một vẻ hoang vắng tiêu điều. Điền dại quay cuồng như chính đầu óc của tôi. Tiếng rên la cầu cứu của Thủy cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một màn đêm mịt mờ tăm tối, không có lấy một ánh sáng le lói nào như chính tương lai bất tưởng u tịch của chính tôi. Trong đầu tôi, hàng loạt những câu hỏi cứ thế hiện ra. Những lời bà già trên xe ô tô khách liên tục nhắc đi nhắc lại về cái thời hạn 10 năm nào đó. Lúc đầu, tôi đã nghĩ đến là thời hạn mà trong bản tầm nưa này diễn ra một cuộc thi, một hội trại hay một dịp lễ nào đó tương tự. Nhưng rõ ràng không phải. Cái thời hạn 10 năm mà bà già ấy nhắc đến không liên quan gì đến bản tầm nưa, mà hình như chỉ dính dáng đến khu nhà tứ hợp viện kinh hoàng này. Vậy 10 năm đó là gì? Đã có chuyện gì xảy ra ở đây khi cái thời hạn 10 năm ấy cận kề? Tôi cuống cuồng với những suy tưởng không hồi kết trong đầu nhưng cũng không quên đi cứu thủy tôi gạo lên lần nữa hy vọng sẽ nghe tiếng nàng trả lời em ở đâu thủy ơi không gian đặc quánh như nhốm màu từ khí nhưng bỗng tôi nghe văng vẳng đâu đó quanh đây có tiếng khóc nỉ non cố chấn tĩnh tinh thần lắng tai nghe tiếng động tôi mới bàng hoàng nhận ra tiếng người rên rỉ ấy phát ra ngay trong chính căn phòng của mình Bằng người qua khoảng sân rộng và tăm tối lao đi như một con thiêu thân sắp ném mình vào lửa tôi nhào lại bên trong gian buồng cũ nát tồi tàn mà rõ ràng chỉ trong thời gian rất ngắn trước đây nó vẫn còn sạch sẽ tinh tươm như mới tôi lao vào trong mùi ẩm mốc và bụi đất lập tức lại bốc lên theo từng nhịp bước tiếng khóc ai oán vẫn cứ thế cất lên không dứt trong bóng tối lở mở lạnh lẽo bủa vây đầy sự chết tôi vội vàng tìm kiếm khắp nơi rồi chỉ một lúc sau đã nhận ra tiếng khóc ấy cất lên ngay từ dưới gầm giường. ấy thế mà chỉ có vài phút trước đây khi tôi trở lại kiểm tra thì không hề nhận ra điều đó. tôi vẫn còn hơi sợ, run rẩy lên tiếng hỏi: thủy thủy, 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 ơi, em đây à? Anh đây. Mình, mình mau ra khỏi đây thôi, ở đây nguy hiểm quá. Cứu, cứu em với! đúng là giọng của Thủy rồi. tôi nhận ra âm thanh yếu ớt đang phát ra từ dưới gầm giường. Không chần chừ một giây, tôi phóng mình lao lại. "Thủy, Thủy ơi, em đây à? Anh đây, mình, mình mau ra khỏi đây thôi, ở đây nguy hiểm quá." "Cứu, cứu em với." Đúng giọng của Thủy rồi. Tôi nhận ra âm thanh yếu ớt đang phát ra từ dưới gầm giường. Không chần chừ một giây, tôi phóng mình lao lại, rồi cúi người nhòm xuống cái khoảng không gian tối tăm và ẩm thấp ấy. Cánh tay tôi đưa vào trong cô nắm lấy tay của người yêu nhỏ bé quả nhiên trong gầm giường một khuôn mặt quen thuộc hiện ra người đó dĩ nhiên là thủy nước mắt nàng vẫn đầm đìa trên hai gò má khiến ánh mắt lại càng thêm long lanh nhưng dưới bóng tối mịt mờ tôi bỗng giật mình khi thấy đôi mắt nàng ánh lên những tia nhìn kỳ dị và thủy đang chui trong gầm giường kia bỗng nhàn miệng cười lên khanh khách âm thanh sắc lạnh đến tận người như thể hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào màng nhĩ miệng nàng rộng ngoác đến tận mang tai khiến khuôn mặt cũng tự nhiên trở nên méo mó làn da vốn đã trắng nay lại trắng xanh hiện rõ vằn vẹn hàng trăm tia máu tôi còn chưa kịp định thần thì từ trong bóng tối thủy vươn dài cánh tay ra bóp chặt lấy cổ tay tôi rồi lôi tuột vào trong cái gầm giường bụi bặm mười năm thời hạn khủng khiếp mà tất cả mọi người ở bản tầm đưa này đều ghi nhớ rõ đó như một món nợ truyền đời truyền kiếp mà biết bao đời nay, người dân trong bản tầm nưa đều ghi lòng tác giả. Họ coi đó như một lời nguyện, như một lời phán nguyện, nhắc nhở từng người, từng người một, từ già trẻ gái trai đến cả những em thơ còn nhỏ tuổi. Không bao giờ được quên cái thời hạn khủng khiếp, cứ mỗi 10 năm lại xảy ra trong căn nhà tứ hợp viện khổng lồ trên sườn núi vắng. Đó đã từng là một nơi bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, tấp nập người vào kẻ ra, lúc nào trong khuôn viên cũng rộn ra tiếng cười. Khu tứ hợp viện ấy là một nhà trọ cỡ lớn mà một phú hào trong bàn bỏ tiền ra xây dựng. Vì vùng này gần biên giới, có nhiều khách lái buôn qua lại. Sừng sững giữa một khu đất rộng lớn, bằng phẳng hiếm hoi của một anh tỉnh lỵ miền núi. Khu nhà thuộc ngoại vi bản tầm nưa, nằm trên một sườn núi vắng là nơi cư ngụ của tám người trong gia đình ông Phú. Chưa kể khách khứa vào ra ngày đêm tấp nập, đội ngũ phục vụ cho khu nhà trọ gồm hai vợ chồng thêm một lão quản gia, người trông coi tất cả những việc lớn nhỏ dưới quyền chỉ đạo của ông Phú. Bà bếp là người phố, thường lo việc đun trà, nấu cơm chăm sóc cho tất cả. Người đàn ông canh gác cho cả khu nhà, một kẻ tâm phúc đã theo hầu ông Phú từ những ngày ông còn trẻ. Tiếp đến là người tớ gái của vợ ông phú, người ta vẫn gọi là Cô Na và cuối cùng là cậu thư đồ trông coi việc ghi chép sổ sách cho mọi việc chi tiêu mua bán. Với gia nhân trong nhà như vậy là có tất thảy 5 người với hai vợ chồng ông phú là 7. Lại nói về bà phú, trước đó khi còn trẻ có một bận ông phú thường phải ra thành Thăng Long để làm công cho nhà nước bảo hộ. Những dịp ấy ông thường lui tới những nhà hát cô đầu ở phố Khâm Thiên. Trời sư đất khiến ông Phú lại phải lòng say đắm giọng hát nỉ non thánh thót của một kỹ nữ trong một hí trường Cô kỹ nữ ca nhi vừa có giọng hát hay Khuôn mặt lại xinh đẹp yêu kiều Đôi mắt lúc nào cũng ướt ướt mời gọi Làn da trắng như phấn Lại thêm cặp má ửng hồng khiến bao kẻ say mê Chết ngất trở thành một người tình bí mật của ông Ông giấu nhẹm không để cho vợ biết Nhưng phàm ở trên đời Mọi chuyện có được che đậy kỹ đến đâu thì cũng có ngày bại lộ chuyện gian díu của hai người cũng vậy bà phú nhân một ngày nọ chồng đi vắng đã cho cậu đổ thư vào cô hầu gái thân tín của mình xuống khâm thiên mời bằng được cô kín nữ kia lên tầm nưa người con gái ấy vô tình chẳng hay biết rằng sắp phải đối đầu với một thảm kịch giở người mãi cho đến lúc cô tới khu nhà tứ hợp viện này cô mới hiểu mình sắp chuẩn bị gặp bà vợ cả hai người gặp nhau lời qua tiếng lại Dần dạ bà Phú không còn giữ được bình tĩnh Ra tay giết chết cô kỹ nữ trẻ trung Khi ấy trong nhà trò không có khách Chỉ có bà Phú và đám người làm hậu cận Họ đều sợ câu chuyện này bại lộ Đến tại ông Phú thì chính họ cũng trở thành liên lụy Nên tất cả bảy kế nhét xác của cô kỹ nữ xuống cái giếng cạn sau nhà Rồi lấp đất lên Ông Phú chẳng hay biết gì về biến cố hại hùng ấy Chỉ thấy là một điều Sau khi ném xác cô kỹ nữ xuống giếng cái giếng cạn chỉ sau một thời gian là đầy nước ngày nước dâng lên miệng giếng cả bản tầm nưa đều nghe thấy văng vẳng trong không gian tiếng hát sẩm nỉ non ai oán đó cũng là khi mà họ tìm thấy những cái xác trong khu nhà tứ hợp viện cao sang này rồi cứ đều đặn theo kỳ hạn 10 năm người trong bản tầm nưa lại nghe thấy những âm thanh nỉ non ai oán cất lên từ trong căn nhà cổ quái ấy và sau đó là thông tin về những người mất tích. Người trong bản nói với nhau rằng những người đã chết trong tứ hợp viện vào ngày hôm đó đã bị hồn ma của cô kỹ nữ kia hiện về báo oán. Họ chết đi rồi cũng trở thành ma. Cứ mỗi 10 năm lại hiện về bắt người sống chết thế chỗ mình rồi mới có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Món nợ máu cứ thế chuyển cho hết đời này đến người khác. Những hồn ma dẫn dắt người mới đến chết thay cho mình và đó cũng là lý do mà Thủy dẫn tôi đến đây, có mặt ở khu tứ hợp viện kinh hoàng này. Mười năm về trước, Thủy và đám bạn cũ của nàng có cả thầy hai chục người đã đi xe máy tới tầm nưa trong một lần đi vượt. Trời đang nắng, bỗng chốc lại đổ mưa. Họ không biết tìm đâu chỗ chú đành rẽ cả vào một trong khu tứ hợp viện bỏ hoang này. Không ngờ đó cũng là lần cuối mà họ có thể trông thấy ánh mặt trời để rồi trở thành những hồn ma vất vưởng không dứt nổi nợ trần vì lời nguyện của căn nhà cổ nuốt người. Khi thời hạn 10 năm đã đến, họ hiện về dương gian, tìm kiếm những kẻ không may dại dột thế mạng cho mình. Để rồi đến bây giờ, trong số những kẻ dại dột lầm đường ấy, cũng có cả tôi. Chính tôi cũng đã vướng chân vào khu nhà quỷ quái này. Nếu như các bạn tìm thấy tôi ở đây, nhặt được những trang giấy và đọc được những dòng viết cuối cùng mà tôi còn để lại trên dương thế thì đây cũng là những giây phút, những thời khắc cuối cùng mà bạn có thể tìm được đường ra khỏi căn nhà quỷ quái này, nhưng cũng rất ít có thể. Các bạn chính là những kẻ tiếp theo đến đây để thế chỗ cho tôi. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị nha. Bình luận để cho thuận biết suy nghĩ cảm giác của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện này nhé. À, hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai với những câu chuyện khác chúc tất cả quý vị ngủ ngon